đây à? Cái quần bữa tổng rớt là mấy mẫu đó chị. Hôm qua chị nói ai đó. Quần Liên Quân đó. Chị chỉ gọi là không dạy. Chị không biết có quần giấy. Chào cả nhà. Ơi cả nhà nhé. Chiều giờ mắt mình tối dậy mắt mình nhóc cho nên không có lên sớm, tranh thủ lên sớm được. Đồ bộ chị nhận vải thật mịn đẹp rất ưng. Dạ em cảm ơn chế. Đồ bộ chị nhận được không? Chị may trúc. Em lấy hàng xã chứ ơi. Bộ đồ này nó bự. Chị băng gồ không? Chị dặn băng gồ mà không không đi. Mà chị dặn băng gồ mày đi sẵn không đi thôi. Băng gồ. Nói chị ơi, tóm mọi người tối nay người tối lên bộ băng gồ nha, bộ tay dài. Thì giờ cậu. Mấy lúc đó bộ em mặc hả? Bộ em mặc sao mấy chị đẹp lắm, vải thái rất là đẹp. Chứ nó bộ em mặc hả chứ? Bộ này em xem mấy chị 115 nghìn của em á. Em xem mọi người xả luôn. Xả luôn bao nhiêu thôi. Dạ. Xả luôn 89 nghìn nha. 115 nghìn xả luôn 89 nghìn nè. Con này vải bao đẹp. 115 nghìn của em nó xả luôn 89 nghìn con này. Quần là vải Boris, áo là cô Tông Thái. Con này cho mai là nói chung là tầm 52-53 kg độ lên á. 52-53 kg độ lên, 65 kg quay đầu vừa nè. 52-53 độ lên, 65 quay đầu vừa. Bộ đang mặc 89 ngàn đi. Chị mai chút bộ em mặc ok chế nè. Em còn màu cam đất. Dạ dạ, thử tiên lấy bộ này thử tiên. Vải thì đẹp lắm. Còn màu cam đất, màu hồng nhạt nè. Màu hồng dâu. Cam đất, hồng nhạt, hồng dâu, ba màu. Còn ba màu cam đất, hồng nhạt, hồng dâu 89 ngàn thôi. Rất xịn lắm. Chung cái này xinh. 115 ngàn của Mama xã 89 ngàn. Màu hồng hồng dâu nè. Màu hồng nhạt nè. Màu cam đất nè. Cam đất thủy tiên có nè. Bộ này thì vải bao luôn. Mọi người để ý cho em, hàng mà có hình lên mẫu như thế này nè. Hàng mà có hình lên mẫu là hàng đẹp.
nha, hàng xịn, chắc chắn 100% là hàng xịn. Hàng mà có hình người mẫu lên như thế này là chắc chắn 100% là hàng xịn đó mọi người, khỏi không có là tăng nhiều nữa. Là biết sao không, lên mẫu này khó, lên mẫu này là phải nói chung là khi mà một độ đồ mà lên mẫu này á, lên mẫu mặt á là phải làm mạc, làm đồ này kia, hàng tốt, hàng đẹp người ta mới làm, còn hàng xấu người ta không có làm đâu. Hàng xấu là làm mặt giấy đơn giản, chữ fashion này kia thôi à. Bộ dài túi dép còn không chị? À bộ dài túi dép ha, bộ dài túi dép hình như trong đây còn ít hay sao á. Rồi để chị lên con này cho em mã hồng dâu, hồng dâu nè, hồng nhạt nè, 115.000 xã 89.000 đâu quận tư Sài Gòn nha chị. Con cho em mã hồng nhạt, màu hồng nhạt đi với cái vùng màu hồng nhạt nè, hồng phấn á, hồng phấn nha ma ha, 89.000 nguyên bộ luôn. 5253 đổi lên 65 độ lại vườn. Rồi hồng dâu hồng nhạt còn hai màu à, hồng dâu hồng nhạt còn hai màu, bộ này còn màu đen không à. 5253 65 vừa nè, đen đắp 89.000 luôn, đen cho mai 89.000 xếp Kiều Trinh nè mọi người đó. Mọi người chúc cô Tông Thái xịn sò ha, đằng sau nè, đằng trước nè, quần là borip đen, quần dài borip đen phơm như phơm đang mặc vậy đó. Chúc em mã đen con này, đen nha, 115.000 xã 89.000. Em nhận áo rồi, đẹp xuất sắc, cảm ơn nhất 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 nè. Rồi chúc cho mai đen ha. À, nói chung khách hàng mà ưng hài lòng là mai vui rồi, động lực để cố gắng săn hàng nhiều. Rồi 89.000 cho mai đen con này, vải không đẹp lấy tiền luôn mất chứ, tại vì do cái này còn có một màu à, cho nên em xả luôn mọi người, 115.000 ha, 115.000. Chị mai tính em là ba bộ bé mua thêm với mới những chút vải đẹp bé kêu mua, mẹ kêu mua thêm à, đây, bé em kêu mẹ mua thêm à. Đây cho Kenny Xuyến nè, đây chị tô Võ Vân nè, à, bộ bé bộ màu đen hả, bữa hả bé gái phải không, còn màu đen không à, màu đen hình này hình kia đẹp lắm. Bộ này 89.000 cho em đen, chứ nó không có đơn mua thêm hôm nay nữa đi, rồi ngày mai đi đơn luôn, dồn cho một đơn đỡ tiếng đỡ tốn ship. 89.000 cho em đen nha, 5253 đổi lên 65kg, 65-67 cái bài đầu vừa. Chúc mai là đen, đen cho mai 89.000. Hồng dâu cho Liên Nguyễn nè, rồi Liên Nguyễn có hồng dâu, ok Liên nè, Liên với hồng dâu. Mã này 89.000 cho mai luôn nha, bộ thái xịn ngày mai nè, chúc mai mã trắng, con này cho mai mã trắng, trắng bộ thái xịn trắng nè, bộ thái xịn trắng ngày mai ha. Rồi 50kg 70kg vừa, 50-70kg vừa cho em mã trắng, bộ ngố, bộ ngố sale 89.000 luôn, 105 sale mọi người, 89.000, 89.000 là mọi người mua rẻ hơn xỉ bên nhà mai luôn á, tại vì còn này là còn lẻ lẻ rớt rớt lại, với lại khách không nghe máy á, cho nên mai xả hết luôn. Chứ mã trắng mai đằng sau theo logo chữ Chanel, đằng trước theo logo chút ngực nè, cổ tim phổi rất là đẹp. Rồi chúc mai mã trắng, trắng cho mai 50kg 70kg vừa, 50-70kg vừa cho em mã trắng. À ok Ngọc Nguyễn của bộ bé gái, ok Ngọc Nguyễn đợi mai xíu. Rồi chúc mã trắng, trắng nên nó còn mặt trắng như mày ha, trắng cho em 89.000 trắng, phải không đẹp lấy tiền nha, phải xịn lắm, trắng, trắng thì em mai trắng thì chị Tô Võ Vân trắng nè, như hết trắng mà thường heo. Đây bộ bé hôm qua nè, bộ bé hôm qua còn bịch vàng, bộ bé hôm qua còn bịch vàng, như hết trắng nha mọi người, còn bịch vàng, còn con ếch, còn bịch, còn ếch, còn con gì, cái điện thoại chị không có. Nguyễn Mai em kêu là em không nhận hàng được, chỉ có chủ nhật mới nhận hàng được ha, mà giữ đơn tại đây chủ nhật thì lâu quá Mai ơi, shipper nó có giữ đơn lâu gì đâu, giữ đơn lâu gì nó bị lạc mất đơn là nó trả về á,
nó sợ nó chạy về á. Em thức hả con? Dạ. Em thức hả? Dạ. Nè vịt nè, bộ bé xe yêu quên rồi. 45.000, 45.000 vịt vàng cho Ngọc Nguyễn nè. Xe 45. Con này bữa bán 79.000 á. Hai xã 45.000 nè. Vịt vàng cho Ngọc Nguyễn. Còn rồi để đây. Rồi còn con ếch. Vịt vàng cho Ngọc Cẩm. Ngọc Như ba bé ba hình nè. 1 2 3. Rồi Ngọc Như ba bé ba hình luôn. Còn không bé? À, không tin hả? Em chỉ được em cứ chuyển ngay với shipper chị mà. Sẽ bé hết rồi. Tiếp cho con này. Ừ. Còn mấy bộ bé hết không? Còn sót cọc nào không? Còn 2 cọc. Hết rồi mọi người. Bộ ngố giùm em nè. Bộ ngố Loan hàng 6868 nha. Bộ ngố Loan hàng 6868. Hôm nay cho em mai là 45. 45-65kg vừa con này. 45-65kg vừa. Mai sản con này 85. Chốt mai mã Loan 85.000 mai mã Loan. Loan cho mai 85.000 nha. Cô Đông Thái xịn sò hàng 6868. Hàng 6868 đó mọi người. Đúng rồi, Lan. Lan dùm em 45-65kg vừa, Lan 85.000. 105.000 xả 85.000 cho bên mã Lan. Ở cái bộ này xe cho cả nhà đặt ít da. Cho bên mã Lan. Đấy, cái bộ này bán xe cho mọi người nè. Chất từ con thái, cô Tâm Thái xịn. Con này bây giờ chất cô Tâm Thái xịn nè. Quần là ngố ha. Éo nè. Rồi 45-65kg vừa Loan chị Trường Trúc Linh. Rồi vậy chứ. Con này có là 686 không chị? 86 chưa có. Con này nha mai nha. Bộ này mai xả sập sàn cho chị luôn. Sập sàn cho mọi người luôn cái bộ này. $65.000 trên bộ này. 65.000 trên bộ này nha mọi người. Xả sập sàn cho mọi người 65.000 bộ này. Con 45-65kg vừa. 45-65kg vừa cho em. 65.000. Đẹp lắm. Chất thì chất bao đẹp. Nhưng mà tại vì cái mẫu này mẫu lâu rồi đó. Nên em sale nha. 65.000. Em có màu cam đốc, màu rút, màu hồng sen, cam đất rút hồng sen, cam cho chị Huyền Trân nè, bộ lụa băng gồ tay dài em có chị, hồng nhạt, có chế em kêu nó soạn cho em mà nó soạn thun không à, rồi hồng nhạt nè, hồng sen, rút và cam đất, ủa lộn sữa giá, sữa giá sữa giá, trả nhanh cho mọi người 65.000 nguyên bộ nha, nguyên một bộ cho em mai 65.000 cho mọi người. Quý một bộ cho em mai 65.000. Hồng sen Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn hồng sen nè. Con này cho rút. Rút cho Thủy Tiên. Thúy Nguyễn cam. Rút cho Thủy Tiên nè. Thúy Nguyễn cam. Chốt thì chốt cho con thái xịn sò. Màu này cho màu rút nha. Màu này cho mai màu rút. Màu này cho mai hồng sen. Thế Nguyễn thêm cam, Thế Nguyễn có một cam, một cam, một hồng rồi chị. Con này cho em hồng sen nè. Chốt hồng sen dùm ai con này hồng sen. Hồng sen dùm ai nha, hồng sen. Rồi hồng sen 45-65kg vừa. 105.000 sale luôn mọi người. 65.000 cho em ở hồng sen. Hồng sen
hồng này cho em là hồng hồng dâu nha cả nhà, hồng dâu. Hồng dâu 65.000đ. Phơm 45-65kg vừa cho em ở hồng dâu. Hồng dâu nha, 45-65kg vừa hồng dâu nha mọi người. Hồng dâu chúc cô Tông Thái xịn nha. Chúc em hồng dâu nha cả nhà. 65.000 bộ. Ở cái áo này mọi người chút. Bộ em ở nhà nó bền mà nó sang, đẹp bền và dễ thương ha. Vải đẹp lắm, vải Thái xịn nha. Vải Thái xịn á. Mà ở nhà bền đó mọi người. Rồi rút. Hồng sen, rút, hồng dâu và cam đốc. Có gì đó màu. 65.000 nguyên bộ. Quá rẻ luôn cả nhà. Quá rẻ luôn á thiệt. Quá trời rẻ luôn. Rồi tiếp cho em. Ui, cái này đẹp quá. Đằng trước theo nè. Bộ em mặc còn màu hồng nhạt với màu hồng dâu rồi chị. Em ơi màu nào chị? 89.000 giùm em. 89.000 giùm em con này. Nó có màu hồng dâu đậm nè. Hồng dâu đậm và hồng nhạt. Nó còn hai màu. 115.000 á. Giá của em bán 115.000 em sao với chị 89.000 luôn á. Còn hai màu à. Xả luôn 89.000. Hồng dâu, hồng hồng nhạt. Hai màu ha. Ủa con này đẹp lắm mọi người. Đẹp lắm, giả mang luôn. Đằng sau theo nè. Đằng trước theo nè. Bộ này có người chốt rồi mà không biết ai bơm về nè. Rồi xanh bơ 50kg 70kg vừa. Xanh bơ 50kg 70kg vừa trên con này. 50kg 70kg vừa. Ngọc Trinh khi nào đi đơn thì báo giúp chị biết nha. Để cho bé nó sắp xếp đơn chứ không để lâu quá lại xả ra đó. Rồi con này cho Mai xanh bơ nha. Xanh bơ thì Mai nhắn bé nó trước. Tầm khoảng bao lâu chị về đó, rồi có gì rồi lúc đó em điện lại cho chị ha. Xanh bơ 50kg 70kg vừa cho mấy con này. Bộ này em xem mọi người như 89.000 ha. 89.000 cho em xanh bơ đi cả nhà. 105 xả 89 nè. 105 xả 89 bơ chị Ánh Nguyệt có. Ánh Nguyệt có bơ. Cái bộ này em nó hợp với chế. Em nó hợp với chế luôn, nó chỉ nhìn giúp em nè. Thì cái hàng 105.000 của em không đó. Đó 105.000 của em không đó các chị. Chứ mà là hàng em hàng xấu mà em đi sale luôn ha. 105.000 của em không đó mọi người. 105 lẫn là 105 dài 115 không đó nè. 105 nè đó. Duy Khánh vậy nè. Chốt đơn cho vui thôi chứ gọi hoài không nghe máy. Con này mà không đẹp không có tiền luôn thì 89.000 xanh. Chốt nhanh giùm em con này 89.000 xanh. 45-65kg vừa. Xuất sắc luôn đó. Cái bộ này của em 105.000 nó sẽ biết sao rồi đó. 89.000 xanh chút nhanh nha. Chút xả vía xả hết nè. Xanh. Chút không kịp từng dọn thêm. Xanh 45-65kg vừa xanh. Đó 105.000 của em nằm biết chứ. Con này cho em ở Lan. Lan nâu em còn bộ ha. Lan nâu em còn bộ. Xanh đây chị Hạnh Trần. Hạnh Trần có xanh em hết xanh. Lan nâu còn bộ nè. 45-65kg vừa lan nâu nè. Lan nâu còn bộ 45-65kg vừa lan nâu. Lan nâu 45-65kg vừa cho em lan nâu nha. Bộ lan này mặc lên rất là xinh. Cái bộ lan này là hôm trước em mặc lên xinh lắm mọi người. Lan nâu 89.000. Xả kho 89.000 lan nâu. Rồi bộ này dài quần ôm giùm em ha. 89.000 luôn. Trời ơi mấy chém của cái này. Cái này này. Lai nâu, lai nâu cả nhà. Lai nâu chị Võ Hà không giấu ok chế nè. Con này cho em mã caro ha. Caro thì mang con này. Cái này là ở bên đây nó bị cái chỗ này chút xíu nè mấy chế. Nói chung không đáng kể đâu mọi người ha. Nhìn vô không thấy đâu mọi người. Hôm nay nè, giống như đó mọi người. Chị nào lấy được thì lấy giúp em ha. Rồi, em sẽ 89.000 luôn một này. 89.000 luôn một này nè đó. Như thế này nè. Cũng không đáng kể đâu mấy chế. Kiểu nè. Rồi, chúc em con này mã caro. Caro chị Ly Nguyễn. Chị cho em xin, chị Thu Trâm luôn. Chị cho em xin hai chữ bình yên. Rồi con này cho em mã trắng. Ở trên đùi là nó theo chữ. Con này là quần bo rip màu đen, áo màu trắng. Trắng giùm em nè. 50kg 70kg vừa cho em mã trắng. 50kg 70kg vừa cho em mã trắng nha. 89.000 trắng theo gì mà ha. 89.000 cho mã trắng.
trắng, vải rất là đẹp luôn mọi người, vải rất là đẹp nhé. 89.000 trắng, 50kg, 70kg vừa trắng. Lâu lâu mới có một kỳ, không phải như ngày nào cũng sale đâu mọi người, thật sự luôn á. Mấy bộ gu xì của em á, xưa giờ không có giá này đâu. Chứ mà trắng cho em, lên đơn mà trắng rồi, mã này cho mã đen dấu. Đen dấu với nhà trắng thì ảnh nguyệt có, ảnh nguyệt có trắng, chốt cho mình mã đen dấu nè. Rồi 45-65kg vừa đen dấu, 45-65kg vừa cho em ai đen dấu nha. Những chị nào mà gõ thông nghe máy hay là bơm hàng về là em đã lương nhân hết rồi, là không bao giờ em bán lại nữa đâu mấy chết. Đen dấu em 45-65kg vừa đen dấu đó, đen dấu 45-65kg vừa cho em đen dấu đó mấy chết. Nhìn chế nhìn giúp em nè, bơm về không thì tình luôn. Đen dấu em đen là chị Nhân Hồ có, Nhân Hồ có đen. Rồi con này cho em là mã hồng thiệt tình luôn á, thiệt tình luôn á chứ. Con này cho em mã hồng nè mấy chứ, hồng giùm em nha, màu hồng ruốc đi o xịn sò. Con này mã hồng giùm em 45-65kg vừa hồng, 45-65kg vừa cho em mã hồng. Quần là trơn nha, áo là hồng, áo là đơn, áo là chỗ đi o nè. Rồi cho em mã hồng, em hết chị bé năm quách ơi, ở lâu cũng không gặp chế nha. Cho em con này mã hồng, hồng giùm em nha. Chốt cho em mã hồng. Để lâu lâu đi kiểm tra coi. Không có nhập vô kìa. Rồi bơm hàng đúng rồi. Rồi ok, 89.000 em ơi, hồng cho nhóc 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 có hồng. Nhóc 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 có hồng. Ok nhóc 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 nè. Rồi tiếp theo cho mai con này nha cả nhà. Chốt cho con này mã nâu da cho con này. Nâu da cho em quần đùi nha mọi người. Quần đùi cho em nâu da nè. Mickey đỏ xịn sò dễ sợ luôn. U là trời, 45-65kg vừa cho em mã nâu da. Nâu da cho em mai 89.000 cho mai con này luôn. Rồi đồng giá cho mai 89.000 nâu da quá trời đẹp luôn mấy chơi. 89.000 45-65kg vừa, 115.000, 105.000 đồng giá hết xả luôn 89.000. Chốt cho em mã nâu da, nâu da Mickey nha, 45-65kg vừa nâu da Mickey. Chốt cho em mã nâu da. Nếu không đó lá mới chế đâu, bom về của em. Vừa bán xả lỗ mà vừa lỗ thì ship luôn. Nâu da chỉ vào hàng không nhấu ok chế. Chốt em con này mã hồng sen. Hồng sen cho ba con này mới chế, hồi nãy em có cái bộ kia bay hết rồi. Em còn cái hồng sen này nè. Rồi hồng sen nha, theo trước theo sau, tay chạy viền, gu xì như thế này ha. 65kg đồ lại vừa cho em mã hồng sen. Hồng sen cho mai con này 65kg qua đầu vừa hồng sen. Chúc cô tấm phái 100%, gặp cái gặp thoải mái, không sửa lông, không đổ lông nha. Má thì chúc cho quá trời luôn, cuối cùng bom hàng thiệt tình luôn á. Hồng sen cho em mai nha cả nhà, hồng sen thì hạnh trần có hồng sen. Rồi trời ơi, chốt một lần hai màu luôn, muốn chết luôn thiệt. Xanh đậu cho mấy con này, xanh đậu cho mấy con này, chết ơi, xanh đậu giùm em 65kg vừa xanh đậu. Xanh giùm em 65kg vừa cho em mã xanh. Ô là trời ơi, là trời ơi, là trời. 65kg vừa cho em mã xanh nha mọi người ơi, xanh. Xanh cho em mai cho cả nhà. Xanh giùm em hết hồng rồi mọi người, em còn xanh. Bộ này xả cho mấy chị bao nhiêu? 80.000 con này luôn, 80.000 cho em con này luôn nha. Em còn xanh mọi người, hết hồng rồi lấy xanh đi. Xanh nó đẹp lắm. Xanh thì chị Trần Trúc Linh có nè. 80.000 cho em con này, 79.000 đó, 80 đó, 80 đi. Mà 79.000 đi nha. 79.999 dễ tính đi. Có thời gian 79.000 nha. 79.000 cho mai con này nha cả nhà. Nè. Cô Tâm Thái xịn nha mấy chế, hàng có hình lên mạng nè mọi người biết rồi đó. Hàng có hình lên mạng mọi người biết rồi đó, xịn lắm. Rồi 45-65kg vừa mai con này. 45-65kg vừa, quần là dạng ngố beo ha, nó phối á mọi người nha. 79.000 luôn, 79.000 cho em luôn, xả bơm. Xanh cam, xả bơm luôn. Cam đất, cam tươi, xanh đậu. Cam đất, cam tươi, xanh đậu rồi hết màu. Cam cho Tuyền Lê có nè, Tuyền Lê cam đất ha. Có cam tươi nè, có xanh đậu nè. Ba màu cam đất, cam tươi, xanh đậu giùm ai nha. Ba màu cam đất, cam tươi, xanh đậu nè. Xả biếc, xả đốt biếc hết luôn rồi chứ. Rẻ bèo luôn thì có 79.000 bộ này. Bộ này 79.000 nghĩ sao vậy trời. Chị Nguyễn Đăng Thanh có đặt một đơn bên em mà gọi hoài không nghe máy gì chế nha. Hôm 7 tháng 9 hả? Đúng rồi, 7 tháng 9 chứ đặt cái gì 105.000 nè. Đen gấu nè. Gọi hoài chứ không nghe máy, em cho vô danh sách là không nghe máy rồi chế ơi. Chế đặt là cọc cạc lại giúp em, chị Thảo Linh xanh.
cái đại chứ cọc giúp em. Phạm Kim Anh cam đốc có rồi, hết cam đốc. Còn xanh với cam tươi, không lấy màu xanh là một sai lầm đó mọi người. Con này mọi người không lấy màu xanh là một sai lầm đó. Mọi người coi chất thái của em nè. Rồi cái áo này mọi người tách riêng ra mặc với lại gò quần ngố đen, hoặc là mặc cái quần sọt sọt jean cũng dễ thương đó. Chốt em mã xanh, lấy thêm bộ đi 79 ngàn thôi, xanh với cam tươi còn hai màu. Thế nào những bộ này của em rồi. Con này em gom lại mấy thằng bơm. À, áo cam tươi là quần đen nha. Áo cam tươi là quần đen giùm anh mấy chế ơi. Cam tươi là quần đen nha. 45-65 kiếm người giùm em, cam tươi là quần đen. Chốt mấy cái này cam tươi 105 ngàn xả luôn mọi người, bao nhiêu? 79 ngàn thôi. Ý con này bữa bán 99 ngàn chứ. Con này bữa bán 99 ngàn. 99 ngàn xả 79 ngàn cho mọi người đó. 99 ngàn xả 79 ngàn. Quá đẹp luôn thiệt á. Em lỗi chứ sơ sơ một con phải, một con là phải 10 ngàn con. Rồi chốt mấy mã cam. Cam tươi và con này cam tươi. Xanh đậu 45-65 kg vừa, xanh đậu 79 ngàn một bộ, mọi người không nghe nhầm đâu mọi người. 79 ngàn cho em một bộ. Xuất sắc nha. Bộ này mặc lên trẻ dễ thương đó. Cho em mã cam tươi và mã xanh. Không gọi được. Giá mấy bà ghê thiệt. Cho em số 1 chiếc xe lai đi mấy chế ơi. Lấy đồng thật ơi. Rồi chị cọc cạc cho em được không? Được chị. Xanh đậu bích chi có. Xanh cho Ni Nguyễn có. Ni Nguyễn 828 có. Còn xanh không? Bích chi có xanh, Ni Nguyễn có xanh. Em đổi cái màu xanh cho Tuyền Lê kìa. Tuyền Lê lấy màu xanh. Rồi bộ này cho em Mai nha. Con này cho em là mã xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em 45-65 ký vừa cho em xanh ngọc. Xanh ngọc nè 79 ngàn. Xanh ngọc hồng, vàng. Rồi ba màu. Xanh ngọc hồng vàng cho em Mai 79 ngàn chút nhanh. Đồ mặt hả Chi ơi, đồ mặt còn màu hồng đậm với hồng lọt Chi ơi, Chi không thắng đứt chị. Đồ mặt là còn hồng đậm với hồng lọt, có hồng sang. Hồng lọt nè, hồng lọt nè. 89 ngàn luôn không? 89 ngàn luôn á, hồng lọt nè. Hồng dâu nè, còn hai màu hồng lọt, hồng dâu. Còn hai màu hồng lọt với hồng dâu nha, hết màu đang mặc rồi. Còn hai màu hồng lọt với hồng dâu. Dễ thương lắm. Bộ này lên cực kỳ xinh luôn, 52-53 đổ lên. 65 quay đầu. Hồng lọt, hồng dâu còn hai màu ha. Rồi, cứng cứng là xanh ngọc. Xanh ngọc chị Trần Trúc Linh có. Chị Kim Dung hồng có. Hồng 79 ngàn ha chị. Cũng còn vàng 79. Hôm nay nói xả kho là xả kho nha. Em còn vàng. Vàng 79 ngàn giùm em 45-65 kg vừa vàng. Vàng 79 ngàn 45-65 kg vừa cho em mã vàng. Vàng cho Thủy Tiên. Thủy Tiên có vàng. Mã này còn hai màu. Bộ mặt hồng dâu cho chị Hằng Mai 89 ngàn ok chị nè. Hằng Mai hồng dâu. Hằng Mai hồng dâu 89. Rồi em còn hồng lợt thôi à. Rồi 79 ngàn cho em con này. Em còn màu trắng với màu bò. Màu đen với màu bò hai màu. Đen với bò hai màu nhé. Quần là ngố đen nhật. Có túi hết. Hello chị yêu Mai Hà. Ủa cái bộ này xinh quá. Bộ này xinh quá mọi người. 45-65 kiếm rồi cho em màu đen. Màu bò hai màu 79 ngàn. Xả nhanh con này 79 ngàn. Cô Tông Thái xịn sò. Chốt không đẹp không lấy tiền nha. Màu bò nè. Rồi đen bò hai màu nha cả nhà. Đen và bò hai màu. Màu đen và màu bò 79 ngàn em đen và bò. Đen và bò em 79 ngàn. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền luôn. Đen chị Thảo Linh. Thảo Linh có đen. Em còn màu bò. Hello chị Thúy Vân. Rồi em còn màu bò. Chị Ni Đỗ Phạm có bò ha. Em hết đen. Mã này có xanh chuối và xanh ngọc. Em hết bò chị Phú Nguyễn. Con này có xanh chuối và xanh ngọc.
Con này em mang có xanh chuối và xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em nè. Quần là logo chữ Lucy, áo là Lucy gấu. Rồi 465kg vừa cho em mang xanh ngọc. Xanh chuối hai màu. Xanh ngọc em đang cầm, xanh chuối trên tay. Hết đen hết bò rồi mấy chết. Không biết nữa Ly ơi. Hàng lộn xộn nó nằm tùm lum không biết còn không nữa. Không dám hứa. Hứa mới có mọi người đợi. Cứ ngồi con like không thả ha. Xanh ngọc và xanh chuối có thể là còn á. Xanh ngọc và xanh chuối mai mai con này. Ngọc với chữ nhân hồ có. Chữ nhân hồ có ngọc. Em mai còn chuối. Em mai còn chuối. Em mai còn xanh chuối nha. Em mai còn xanh chuối nha cả nhà, xanh chuối nè. Còn xanh chuối này lên dễ thương lắm luôn á. 465kg vừa cho em xanh chuối 79.000. Nguyên một bộ cô tâm thái, 100% cô tâm thái. Xả nhanh mà ngồi trong line này 79.000. Duy nhất ở trong lịch sử bán hàng của Lưu Mai luôn á mấy chị. Chuối cho chị Nguyệt Cát, ok chế. Bộ 89.000 cho em, bộ ít nha, không có nhiều đâu. Hàng trời mấy chuối rồi. Nói chế là bộ ít lắm, không có nhiều đâu mấy chế. Bộ này mặc của ai nha. Bộ ít lắm không có nhiều đâu mọi người ơi. Này cho em nha, 105 em xả còn 89.000 cho mọi người. 89.000 con này. Tám chín ngàn giùm em nè. Quần là dáng đường nối giùm em ha, 45-65kg vừa mang con này. Quần là dáng đường nối giùm em nha, quần là bao co diện thoải mái luôn. Rồi 45-65kg vừa cho em mã đen sọc. 89.000 đen sọc. Đã có chị ngày nào em cũng like, thứ bảy chủ nhật là buổi trưa. Còn từ thứ hai sáng là buổi tối giờ này. Đen sọc giùm em. Dạ. Vậy là bị mất tương tác, bị xíu tương tác rồi. Bị xíu tương tác rồi nó biết chết. Sọc cho em 89.000, 45-65 vừa sọc. Rồi bộ này cho em mã xanh gấu nè, cái màu gấu dễ thương lắm luôn á mọi người nha. Chữ ở trên đùi nè. Xanh gấu ngày mai nha. 65 quay đầu vừa con này cho em mã xanh gấu. Xanh gấu giùm em, 65 quay đầu vừa cho em mã xanh gấu con này, xanh gấu. Xanh gấu giùm em ha, dễ thương quá. Xanh gấu nha, cái chất của nó mới chế gờ vô mát rượi luôn, đúng thật. Nó mát rượi luôn á mọi người. Bộ dài có bộ mango là nhiều à. Bộ thun mít lắm. Bộ dài có bộ mango à mọi người ơi. Xanh gấu chị Ngọc Xuân Quỳnh nè. Ngọc Xuân Quỳnh có. Kim Trọng Võ nè. Chén bà chưa. Xin lỗi em hát. Mã này cho em mã nâu. 89.000 gốc ghét nhé. 89.000 một bộ. Con này cho em mã nâu nha cả nhà. Nâu nè. 45-65kg vừa cho em mã nâu. Tại vì cái hàng này hàng xả lẻ mẫu mà hướng có một bộ rồi mọi người. Mình nhớ miệng đơn mà còn thiếu cái bộ dài của mình. Quách Trang hả. Dạ rồi để em kiểm tra lại còn. Em giữ đây cho chị nha. Bữa nào lượng thêm em đi đơn dồn luôn ha. Nâu cho Hoàng Phi Yến ok bé nè. Bộ dài 115.000 nè. Con này bộ dài 115.000 nè mọi người. 115.000 xả mọi người 89.000 luôn. Chốt em mã vàng. Bộ này 115.000 mới chỉ biết khủng như thế nào đó. Mã vàng cho em nè. Rồi 45-65kg vừa đằng sau. Đằng trước nha. 89.000 vàng. Đồng giá luôn. 89.000 vàng. Dài lưỡng đồng giá luôn.
89.000 cho em vàng, vàng chút nhanh. Vàng. Vàng giùm em. Vàng cho Thủy Tiên. Thủy Tiên có vàng. Thủy Tiên có vàng. À, bộ này xả nha. Xả mọi người, con này cho em mã rút. Rút cho em Loan rút nè. 70.000 cho em mã Loan. 65kg vừa cho em mã Loan. Loan 65kg vừa Loan. Loan cho em 70.000. Chúc em mã Loan. Cái màu nho nó dễ thương quá. Loan nha, mã Loan. Loan á, Loan màu của mấy chị. Chúc em mã Loan. Loan bộ dài, có bộ hồi nãy là mặc à. Rồi. Rồi gì đây? Hàng đẹp nữa nè. Chốt em mã Loan. Ôi là trời, cái bộ này mà không lấy chị Trần Lê Vi Loan. Ôi là trời. Có lên lụa mango tay dài không em? Dạ có chị Nguyễn Hoa, mango tay dài em có sẵn hàng luôn. Tay dài tay ngắn quần dài em có sẵn luôn. Hôm nay xả kho cho mấy chế luôn. Ôi trời, bộ này đẹp lắm nha. Con này là cái quần nó vải bo rip nè. Quần này em nói với chị 100kg vô cũng vừa và 45kg cũng vừa. Tại cái vải của nó nè, vải của nó là dạng bo rip ôm á mọi người nha. Mặc lên tới đâu ôm tới đó nè. Dạng vải bo rip áo là có tông thái nè. Gấu theo vào nha cả nhà. 50kg 70kg vừa. 50kg 70kg vừa cho mấy con này. Mã sọc chốt đơn nhanh. 89.000 sọc. Gấu theo nè, trên tay nè, trên ngực nè. Sọc xuất sắc nha. Chúc mấy bạn sọc. Sọc chốt đơn, sọc xanh ngọt nè. Ui em có sọc này hả? Sọc xanh dương. Sọc xanh ngọc, sọc xanh dương hai màu. Rồi chốt đơn, chốt đơn. Sọc xanh ngọc, sọc xanh dương hai màu mọi người. Sọc, sọc xanh sọc cho chị Huyền Trân. Huyền Trân sọc. Chị Trần Liên sọc. Huyền Trân sọc. Trần Liên sọc. Sọc xanh dương giùm em. Em còn sọc xanh dương nha mọi người. Em còn sọc xanh dương. Sọc xanh dương em 89.000 sọc xanh dương. Cái màu nó dễ thương ha. Gấu theo vàng cho cả nhà cứng xỉu luôn. Sọc xanh dương cho em hết ngọc rồi. Em còn sọc xanh dương cả nhà. Sọc chị Thúy Bông em còn xanh dương rồi chết. Mọi người em còn xanh này à. Sọc xanh dương thôi. Cái này ngố cô tông này ra không. Sọc xanh dương giùm em 89.000 100 mấy em xong 89 luôn. Sọc 89. Dạ rồi Nguyễn Hoa đợi xíu chứ. Rồi chốt em xanh dương đi mấy chị. 89.000. Cái màu nó đẹp lắm luôn, nó hết ngọc rồi. Còn xanh dương nè. Xanh dương chị Trùm nha. Dạ Trùm nghe có rồi em hết nha. Quần này cho em là quần bo rip đen. Áo là cô Tông Thái hình gấu. Đẹp chưa. Cái mẫu này á mọi người mặc lên nó hắc tuổi giả mang. Trần Liên dạ có. Chị Trần Liên có xanh ngọc. Dạ có chị, dạ có. Rồi 89.000 cho em màu đỏ màu nâu da hai màu. Bộ này mặc nó dễ thương hết tuổi ha. 45-65kg em vừa. Chế nào mà 65-67kg mà cao tầm 1m58-60 á thì vừa nha. Đẹp lắm. Nâu da và đỏ. Chế mua bộ được dạ không chị ơi. Tại vì phía sau không chị. Tại vì con này là em bán 105.000, 115.000 tùy mẫu. Em sẽ làm giá 89.000 là bớt với chị nhiều rồi. Cho nên không có bớt được à, không có được giá sỉ chị. Con này là sỉ bên nhà em mà lấy 100 bộ không được giá này. Chị thông cảm em. Bữa trước em bán 105.000, 115.000 không á. Chứ mà em bán giá rẻ đâu à, bán giá thấp đâu. Chị Thúy Nguyễn đỏ nè. Đỏ và nôi da hai màu nha. 89.000 thôi. Mọi người cho mọi người coi kiện cảnh chút. Chất cho em, mọi người nhìn kỹ với em chút có Tông Thái nha mọi người. Coi giãn 4 chiều nè. Hàng này đẹp lắm. Hàng này có hình mẫu mặt đâu mọi người biết rồi. Xếp Nhật Huy nè. Cắt mạc, hàng sale cắt mạc nè. Rất là đẹp ha, đỏ và nâu da. Không đẹp với tiền luôn á, da hưng đỏ. Da hưng có đỏ 89.000.
nhân hồ đỏ 89.000 đỏ nhân hồ. Ủa còn cái quần thôi, cái quần giữ nhân hồ đỏ. Quần thun này là vải bo rip nha. Quần này em nói với chị là 100kg cũng vừa luôn. Quần này hàng xịn mà. Con này là 100kg cũng vừa luôn nha mọi người. Bao coi dạng thoải mái, túi là túi sâu cho mình luôn nè. Đất quần nè, bo rip coi giãn nè. Rồi nâu da. Nâu da chị Mai Kim. Mai Kim có. Ui đâu mà còn bộ này nhiều ta. Con này trên mã trắng và mã đen, có hai màu thôi. Trắng và đen hai màu nha mọi người. 89.000. Bộ mà em còn một bộ duy nhất là chết ơi, hết rồi. Một bộ duy nhất giùm em 89.000 thôi. Em cho chị cái bộ Mickey lại, à, cái bộ con mèo lại đi. Bộ mặc em còn, chị Hồng Bách còn chết. Còn đúng một bộ đang mặc. Rồi, trắng gấu và đen gấu hai màu. Quần là bo rip màu đen ha. Trắng gấu và đen gấu giùm em hai màu. Trên quần nó có một con gấu nè. 89.000 cho em trắng gấu và đen gấu. 89.000 em trắng và đen gấu. Trắng gấu và đen gấu giùm em 89.000. 65kg đồ lại vừa với mấy con này. 65-67 quay đầu vừa. Chất đẹp lắm cả nhà. Trắng gấu mà đen gấu giùm em ha. Chị lấy bộ mặt ok chứ Hồng Bách nè. Đen gấu chị Trần Liên có. Em còn trắng gấu, đen gấu, một trắng, một đen. Em còn một trắng, một đen. Mấy chế mua bộ này rồi, mấy chế ghiền. Em nói thật, mấy chế mua rồi, mấy chế ghiền. Mấy chế mới mốt hỏi giá 105.000, 115.000 là nó đó nha. Không có giá này nữa đâu. Mọi người, đợt sau mà hàng có về là 105.000, 115.000 á. Chúng ta có sale giá này đâu cả nhà. Còn một trắng mà, một đen, 89.000. Trắng gấu cho hàng Lý. Dạ đơn chế hai món. Đen gấu chị Mai Kim. Rồi em hết luôn ha. Con này dây mã dài. Mã này dây mã dài nha mọi người nha. Quần là bo rip dài. Quần là vải bo rip dài. Áo nè 50kg 70kg vừa. 50 70kg vừa giùm em. Chốt em con này là mã dài. Mã dài giùm em con này nha. Mã dài. Em hết trắng gấu của chị Thúy Vân. Dài em mang xem mọi người 89.000 luôn. 89.000 dài, dài Tuyền Lê có, còn một bộ. Dài mai con này dài. Dài còn một bộ, 50kg, 70kg vừa dài, em còn một bộ. Một bộ dài cho em mai 89.000 luôn. Dài 89.000 giùm em mai. Rồi cái hàng gì đây ta? Ở cái hàng mà hàng ngoài kia chỉ hàng trả bữa đâu. Nó luôn dài. Dài cho Thủy Tiên nè. Em hết dài. Chị Liễu Thúy hết hai bộ trắng đen gấu rồi chứ. Ô cái bộ này của em. Con này cho em là cái quần phải dán đùi ngố nha mọi người nha. Quần này cho em là quần dán đùi ngố nè. Quần là bo rip bao co giãn ha. 45kg ha, tùy mẫu. Con này 45kg vừa nè Ngọc Hà. Rồi phong này cho em mang 45-65kg vừa. Quần là dán đùi ngố, áo là phông rộng phủ mông. Chỗ em mã đen, đen chữ. Đen chữ cho ba con này nè. Đen chữ ha. Chốt cho mai đen chữ. Đen chữ. À, Tiên Tiên là Tâm An à. Chỉ có số thoại em mà. Đen chữ nha, đùi ngố cho em đen chữ. Đen chữ còn một bộ thôi. Hàng này em bán tầm 175 không á. Rồi đen chữ cho mai, đen chữ. Đen chữ. Đó ai trước rồi ta. Đen mai đang là bộ ngố chị Lô Lê ơi. Đen chữ cho Thủy Tiên Lê Thị nè. Thủy Tiên Lê Thị có đen chữ. Con này em quần ngố chứ mấy mã trắng gấu. Nè mọi người. 45-65kg vừa, con này chỉ mã trắng gấu, quần là ngố đen. Quần là đùi ngố đen ha. Đối với mày mã trắng gấu. Trắng gấu nha, 105.000, xe 89.000. Con này nhỏ nè, 45-65kg vừa cho mày trắng gấu, dễ thương đó. Trắng gấu, cho mày con này trắng gấu. Mỗi thứ có một bộ mà mọi người, hàng này hàng xe, mỗi thứ một bộ, không có nhiều đâu. Hàng này mới bán sạch hết, là đợt nào về là cũng không có hàng, không còn hết.
do cái này là gõ không nghe máy đồ này kia nè. Trắng gấu, trắng gấu giùm em. Em chỗ em hết rồi, cái này là trắng gấu. Rồi trắng cọp 45-65 kg vừa cho này, trắng cọp. Trắng cọp ha, quần là dáng đường hố. Trắng gấu của chị Thúy Vân. Thúy Vân có trắng gấu, con này là hình theo vào nha mọi người. Hình con cọp theo vào ha. Chốt cho em là trắng cọp. Trắng cọp ngân này trắng cọp 45-65 kg vừa trắng cọp. 45-65 kg vừa cho em mã trắng cọp. Cọp, cọp giùm em cọp. Cần nghe rút phải gì chị? Chốt cho em mã cọp. Ôi cái quần dễ thương nè. Quần này giúp em nè, quần chấm bi. Quần đùi ngố dạng chấm bi. Chốt cho em cái này mã thỏ nè. Đó, cái sắc phối gì nè mấy chị. Lên giùm em con này là mã thỏ. Sắc phối như thế này dễ thương lắm. 45-65 kg vừa thỏ giùm em con này. Rồi thỏ. Thỏ giùm em 45-65 kg vừa thỏ. Trắng cọp cho Tiên Tiên. Hết rồi chị Thúy Thanh. Áo treo trên là phi size chị. Áo này trên là phi size, em có màu xanh, màu cam nhạt. 89 ngàn giùm em. Chốt em mã thỏ. Thỏ hay mọi người thỏ. Cái quần này nó lòi ra chút xíu mà, chứ không có lòi nhiều đâu. Nó lòi ra bi ra chút xíu không. Chốt em mã thỏ. Thỏ giùm ai 89 ngàn. Thỏ cho Trang Lê nè. Áo này giùm em 89 ngàn phi size nha. Dập nổi. Dập nổi logo giùm em nè. Đẹp lắm chứ. Phi size mà em phân rộng cho phủ mông dấu quần. Áo 89 ngàn. Em hết thỏ mọi người. Bộ này sale cả nhà 79 ngàn cho em mã xanh biển. Xanh 79 ngàn giùm em. Chốt em mã xanh 79 ngàn, 45-65 kg vừa cho em mã xanh. Xanh cho Mai 79 ngàn. Chốt em mã xanh 79 ngàn xanh. Rồi xanh 79 ngàn xanh. Chốt em mã xanh 79 ngàn xanh. Xanh 79 ngàn xanh. Hai bộ xanh. Để em lọc mấy cái hàng 79 ngàn nha cho mấy chị. Bảy chín ngàn xanh giùm em. Liên quất. Bảy chín ngàn xanh. Xanh cho chị Nam Phương Thu. Xanh chị Thúy Vân. Hết xanh. Rồi 79 ngàn nè. 79 ngàn nè mọi người, 79 ngàn nè. Con này là sắc phối nha. Cái chữ nó màu cam. Cái chữ nó màu cam cho nên cái quần nó màu cam ha. Cái này nó phối nhưng mà nó bị lỗi đâu. Nè, cái quần số 30. Số 30 nè. Cái áo số 30 nè đó mọi người. Do nó phối áo màu đỏ màu cam giùm em. 40-60 kg vừa. Con này cho em mang 40-60 kg vừa cho em mã đỏ. Đỏ nha, 40-60 kg vừa cho em mã đỏ. Nói chung là dưới 60kg thôi nha, 65kg không vừa đâu. 40-60 vừa cho em mã đỏ. Đỏ cho Mai đỏ. 79 ngàn đỏ. Đỏ cho Mai 79 ngàn. Mã này cho em mã vàng. Đỏ chị Hồng Bắc. Con này cho em mã vàng, màu vàng là vàng sáng á. Màu vàng sáng giùm em nha. Vàng sáng nè, rồi 65kg quay đầu vừa cho em mã vàng 79 ngàn luôn. Vàng cho Mai 79 ngàn, chất vải của Tông Thái xịn nha. Vàng cho Mai 79 ngàn, chốt với mã vàng bộ ngố. Vàng. Nguyên bách. Chốt em vàng 79 ngàn vàng. Rồi mã này cho em mã trắng. Quần là dập logo LV nè. Con này nhỏ. Con này 40-60kg vừa. Chốt em mã trắng. Vàng cho chị Hồng Bách. 40kg đổ lên, 60kg quay đầu vừa. Con này cho em là mã trắng thì em hết. Trắng mã cái này dưới 60kg vừa trắng. Em hết vàng mọi người. Trắng giùm em 79 ngàn trắng. Trắng giùm em trắng cho Úc Trang. Úc Trang có trắng. Chốt em con này mã cam tươi nha. Hàng Yumi bao xịn luôn.
Con này cho em mã cam tươi 65kg đồ lại vừa. 65kg đầu vừa cho em mã cam tươi, vừa có đây cả nhà. 65kg đầu vừa cho em con này mã cam tươi. Cam tươi 65 quay đầu vừa cam tươi. Trắng em hết. Cam giùm em cam. Mã này cho em mã loan xanh. Loan xanh giùm em con này 65 quay đầu vừa cho mã loan xanh. 79.000 loan xanh. Rồi cam chốt cam giùm em đi mọi người. Chốt cam giùm em đi các bạn. Loan xanh giùm em nè. Loan xanh nha, 65 đồ lại vừa cho mấy con này loan xanh. Loan xanh. Trắng chút rồi đúng không? Còn cam tươi với loan xanh. Áo thun phong rộng hả? Có nhưng mà bây giờ chị lên cái cam tươi chị Liễu Thúy. Bây giờ chị lên cái bộ mango. Loan xanh chị Lu Lê. Dạ Lu Lê có loan xanh. Mã này cho em là mã trắng chữ nha. 65 quay đầu vừa con này cho mã trắng chữ. Quần là dán đùi, đùi ngố nè. Áo phông rộng của mông chữ miêu miêu nè. Khối các bạn nha. Chốt cho em con này mã trắng chữ. Trắng chữ cho mai con này 89.000 trắng chữ. Trắng chữ 89.000 trắng chữ. Dài như hết rồi. Rồi mã này cho em mã beo. Beo nha, quần là chạy viền beo. Chốt bên này mã beo. Beo giùm mai 45-65 ký vừa beo. Beo giùm mai con này 45-65 ký vừa cho em mã beo. Beo nè 45-65 ký vừa. Mã beo giùm mai con này 79.000. 79.000 cho em mã beo xếp phối ha. Trắng chữ cho chị Trần Nga. Trần Nga có trắng chữ. Rồi beo. Beo giùm em Vani Nguyễn. Mã này cho em mã vàng. Quần là ngố trên gối nè. Vàng chữ đơn giản nè. Rồi 65 độ lại vừa. Cho em mã vàng. 65 quay đầu vừa con này cho em mã vàng. Còn cho em 79.000 vàng. Vàng 79.000 cho em mã vàng. Cô Tông Thái. Vàng giùm em nha. 100 mấy sale luôn 79. 79.000 vàng. Beo cho Kenny Xuyên. Áo len 7 màu 85.000 còn không chị. Áo len 7 màu 85.000. À hết rồi. Một buổi. Hết rồi. Mã này cho Mai trắng. Vàng chút chưa. Vàng chị Ngọc Hà 173. Con này cho Mai mã trắng. Trắng mấy con này trắng. 79.000 cho Mai mã trắng. Liệu thế hết vàng. 65 quay đầu vừa, 45-65 ký vừa cho Mai mặt trắng. Mai cũng đang mặc nè, 45-65 ký vừa luôn mấy chị. Phong giống như đang mặc á, mặc kiểu thế. Trắng như mấy cái này trắng nha. Trắng như mấy 45-65 ký vừa trắng. Dạ trắng cho Hoàng Thúy Yến. Mã này cho em là mã cam đốc đi. Cam đốc thì mang cái này, chúng ta là cam đốc. Cam đốc chị Mai nào 45-65 ký vừa, quần đen, áo của Tông Thái. Rồi 45-65 ký vừa cho Mai cam đốc. Nó trắng rồi mọi người. Cam đốc mang cái này cam đốc 79.000 cam đốc. Cam đốc 79. Cam tươi 79. Cam tươi 79.000. Cam tươi 79, cam đốc 79. 45-65 vườn. Cam đốc cam tươi 79 nha. Dạ lên áo chưa? Em lên bộ măng gồ trước chết. Hình như đang hot áo tay dài á. La quá chừng. Nó tay dài.
bộ mặt hết rồi Ngọc Thanh Nguyên ơi. Rồi cam đất cam tương hai màu. Mai còn áo len tay dài, hôm qua like không mai. À áo len tay dài hả chị? Áo đó hiện tại em hết rồi, nhưng mà em đang về thêm á, chắc tầm khoảng 5-6 ngày nữa là có chị. 5-6 ngày nữa là có, em về thêm. Em về thêm màu mới. Mã này em trắng 79 ngàn nha, rồi lên mango liền nè. Mango phong to 40-62 vừa. Rồi cho em 45-65 vừa cho em mã trắng. Trắng. Trắng hình nè. Cái mã trắng 45-65 ký vừa trắng. Trắng giùm em 79 ngàn trắng. Con này cho em đỏ đô. Trời ơi chị luôn lên bắt trời một cái mà xả rồi hả, hồng tiết trắng. Không có vui nha, thiệt luôn á. Lule sẽ có bộ lăng xanh xả kìa. Trước cho mấy cái này đỏ đô nha. 45-65 ký vừa đỏ đô mấy con này. Đỏ đô 45-65 ký vừa đỏ đô. Ôi một mango hôm nay em cãi mọi người rẻ banh nóc luôn mọi người. Cho em xin một lúc chia sẻ like đi. Chia sẻ càng nhiều lượt like tăng lên em xả với chị càng rẻ. Càng tăng càng rẻ. Bộ mình thích thì không bao giờ được chắc nữa. Chế ơi không cãi giùm em, hàng này hàng lẻ mẫu, hàng rớt lại mà. Đâu phải em về hàng nhiều đâu, nhiều em chốt với chị tha hồ đã luôn. Mua hàng rẻ chịu với chế ơi, thiệt em nói thiệt đó mấy chị. Mua hàng rẻ em cũng nhiều khi cũng đau đầu lắm. Em cũng thích là một mẫu 10 màu, một mẫu 10 cái để cho mọi người chốt cho đã. Tại vì cái này là mình nhìn nhập hàng giá đẹp, hàng đẹp mà giá rẻ là phải chấp nhận rồi. Chị Mai Kim đỏ nè. Hàng đẹp mà giá rẻ là phải chấp nhận rồi chế ơi. Không có nhiều. Nhiều rồi em chốt mấy chế ai cũng có cho nó sướng thì luôn á. Mã này cho em xanh đậu. Xanh đậu em còn một bộ. Chốt em xanh đậu 45-65 ký vừa cho em xanh đậu. Ngọc Trâm hết đỏ rồi, 79 ngàn hết đỏ rồi em hết rồi. Xanh đậu cho này, xanh đậu cho mọi người. Xanh đậu cho này là 45-65 ký vừa cho mấy xanh đậu nào quần túi nè ha. Thái bao xịn luôn, xanh đậu quần bố. Con gấu ha, con xì gấu. Rồi, 79 ngàn xanh. 79 ngàn xanh. Các chị thấy không, cái bộ này em bán hết rồi đó. Thương xanh nè. Cái bộ em bán hết rồi đó mọi người. Chứ không có còn hàng nữa đâu. Con này cho là màu rút. Màu rút giùm em con này. Rút giùm em nè. Chớ nghe là rút. Áo xanh sau lưng của họa tiết LV không có Kim Anh. Có. Áo mà bây giờ chào toàn 68.000, 68.000, 70.000 cái mà trời. 68.000, 70.000 cái bán ra nhiêu trời. Chán thiệt. Đồ bây giờ mắc như tin. Không có đồ mà bán luôn mọi người. Xanh chốt chưa? Xanh chốt rồi, rút giùm em đi. Rút cho chị Ni Nguyễn có nè, Ni Nguyễn có. Ni Nguyễn có rút. Em còn bộ này 109 ngàn của em xả luôn mấy chị. 79 ngàn luôn, đỏ. Còn bộ này nè. Màu đỏ, chúng em mã đỏ. 79 ngàn luôn cho em đỏ 45-65 60 ký đồ lại vừa. Con này sắc kiểu, này 68-68. Đây ha, đây bạn có chéo thế này nè. 60 ký đồ đầu vừa cho em mã đỏ. Đỏ vậy mai dưới 60 ký vừa đỏ nha. 79 ngàn đỏ luôn. Đỏ cho mai 79 ngàn luôn. Lúc em hết rồi mọi người. Thông cảm giùm em đi, hàng này hàng nè. Không có phải là hàng mới về mà vậy nguyên cục mọi người lấy nhiều tha hồ đâu. Con này nè. Hàng đẹp mà bị xả ra không á. Cái màu đen. Dạ đúng rồi chị Mai Kim 3 bộ. Đỏ. Chị Mai Lẹ lấy đỏ cho em xin hỏi chứ yêu ơi. Chị Mai Lẹ mới đỏ Facebook không? Em cũng thích chị tên Mai Lẹ luôn á. Bộ màu hết rồi chị. Hết rồi chị cho đi. 65kg vừa. Áo thun 656 thông báo với mọi người là 10 người hỏi, ngày nào cũng có người hỏi. Nhưng mà hiện tại nó hết rồi. Chúng mày mã đen. Đây nhìn mấy con này, chúng mày mã đen. Chúng mày mã đen. Hết
đỏ mọi người, đen chị Ngọc Hà. Ngọc Hà có đen. Rồi trắng nè. Cái hồi cũ em. Chị Mai lẹ. À, chị cho xin lại nha. Em bị mất số của mình rồi chị ơi. Chị cho xin lại lần này em bán Facebook mới của chế luôn. Rồi lên đơn giùm em con này mã trắng. Trắng như mai quần đường ố nè. Quần là dáng đường ố ha. Lên đơn giùm em con mã trắng. Trắng đơn giản mọi người. Ôi trời 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 dễ thương nha. Đằng trước nè, đằng sau nè. Đằng sau là theo hình con gì nè. Con gấu nè. Đằng trước nè. Trắng 45-65kg vừa trắng. Dễ thương quá à. Dạ ok chị Mai lẹ có đỏ. Ok chị yêu. Con này 105.000 sale luôn mọi người. Bao nhiêu? 79.000. Trắng hoàng xuyến có rồi hết. Bộ mặt quay đây. Cách trắng nha cả nhà. Còn sao không còn? Mango là bao la. Sao luôn không còn? Mango thì nhiều mẫu, cái này con ngắn nhìn dài. Ship Sài Gòn 25 tỉnh 30. Ship Sài Gòn 25 tỉnh 30 á tình yêu. Con này em ấy, mấy chị thì cái mùa này mà mặc băng gồ không còn gì phải nói nữa. Cái chất nó đã lắm chứ ơi. Em có cái đồ chơi em tặng cho mấy em bán rẻ mà vừa bán vừa tặng cho mấy chị nè. Cái đồ chơi em bán vừa bán vừa tặng cho mấy chơi. Còn ngố dưới nữa không? Ít. Còn mẫu. Hả? Còn ít. Sao mày không lấy luôn lần đi mình lấy con ít. Xong mình tại chị kiếm này để kiếm em lấy vậy em sợ. Ấy là từ tối không sợ luôn cũng hết. Chị tưởng hết rồi. Còn cũng hết rồi. Lấy em lên lấy luôn. Còn ngố. Trắng chốt chưa? Trắng rồi đúng không? Đây là cái bộ bò coi. Bộ kia kìa, nguyên cọc á. Bộ này xả mọi người 65.000. Bộ này mấy bạn xả mọi người 65.000. Chất thái thì xịn nhưng mà cái phần cái mẫu này Mai không thích. Cho nên Mai xả luôn mọi người 65.000. Hàng bữa bán 99.000 á. Xả luôn mọi người, xả lỗ luôn 65.000 con này nè. 65.000 này nha, 45-65kg vừa. Nguyên bộ luôn 65.000 thôi. Rồi cái vải này mọi người mặc ở nhà nó cũng mát nữa ha. Tại vì nó không thích cái kiểu này. 45-65kg vừa em xả luôn mọi người. 65.000 cho em ha. Em có màu hồng, màu dâu. Màu hồng. Màu rút. Màu sen 3 màu. Màu cam đất nữa. 4 màu. Lấy. Lấy hết tung lên đây đi. Rồi để mày lấy hết tung lên. Cam đất nè. Hồng sen nè. Rút nè. Và hồng dâu. 4 màu. Nguyên bộ luôn 65.000. Nguyên bộ luôn 65.000 đó mọi người. Bộ này em xả cho mọi người đang mặc nè. 62 cái đồ lại vừa giúp em. Bộ đang mặc 45-62kg vừa. Em xả cho mọi người bao nhiêu? Bảy chục ngàn đi. 70.000 bộ mặt nha. 62 quay đầu vừa cho em sale 70.000 bộ mặt. Chốt cho em là bộ mặt. Bộ mặt cho em 70.000. 45-62 vừa. Bộ mặt giùm em là biết chứ. Vải mango nha chứ phải hàng lụa đâu. Lụa thì nó rẻ rồi. Con này cho em là vải mango. Giặt không nhăn giùm em nè. Chốt đẹp lắm cả nhà. Chốt sắc luôn á. Chốt mango giặt không nhăn ha. Chị Hồng tiếp bộ mặt ok chị nè. 45-62kg vừa cho em mã đang mặc. Hồng dâu cho 65.000. Hồng dâu cho Ngọc Trâm. Ngọc Trâm có hồng dâu. Hồng dâu cho Tuyền Lê. Hồng sen cho chị Thúy Nguyễn.
bình. Và nó đi màu hồng sen này chị. Hồng sen giùm em nè. 65 kg vừa trên hồng sen nè. Còn hết. Hết. Rồi, còn hồi tầm 20-30 bộ đây thôi à. Hồng sen ha, 65.000 hồng sen. Em mặc cho chị Yên Bình có 70. Mang quà em còn nhiều lắm nha. Hồng sen cho Hoàng Thư Yến 65. Đồ bộ bé ăn hết rồi. 70.000 là bộ đang mặc này. Áo len tay dài sọc cam 80. Còn không chị hết rồi Ngọc Nguyễn. Tầm khoảng một tuần nữa là có hàng lại á. Một tuần nữa có hàng lại. Hồng sen in giấy chưa? Hồng sen Hoàng Phi Yến nè. Măng gồ 35 mặc là 70. Ai xả gấu trắng lấy cho chị nha Mai. Chị chắc không kịp bé chị khóc bệnh. Gấu trắng hả chị? Cái bộ gấu này không chế ơi. Cái bộ gấu này không chế. Hồng dâu cho Miên Nguyễn. Ok chị. Miên Nguyễn ý còn dâu không? Chết mẹ rồi. Ây da, hồng dâu, hồng dâu, hồng dâu, hồng dâu. Hồi nãy chốt cho Tiền Lê với Ngọc Trâm rồi. Em còn sen, cam, rút ba màu rồi chị ơi. Bọn em còn sen, cam và rút rồi chị Miên ơi. Đổi màu lại giùm em với Miên Nguyễn. Còn sen, cam với rút chị Trần Liên chứ lấy này trắng gấu không nè. Chế trắng, đá lộn trắng này không chứ. Dễ thương nè. 45-65 kg vừa chị Miên. Con này trắng gấu này. Rồi 79.000 cho mấy con này luôn. Trắng gấu 79.000. Trắng gấu cho em 79.000. Vải đẹp lắm. Chết, vải đẹp lắm, vải cực kỳ xịn luôn. Trắng gấu 79.000. 45-65 kg vừa cho em mấy trắng gấu. Lên đơn nhanh, có đơn. Trắng gấu cho em 79. Rút cho Miên Nguyễn, Miên lấy rút. Ok chứ. Trần Liên lấy bộ đó không chị? Dạ ok chế, chắc gấu cho chế nha. Để em qua em bóc cái đồ hàng cái đã. Rút ở thằng lặng luôn hả? Rồi, đây. Ui da. U là trời, em nói thiệt u là trời thiệt luôn á, 115.000 nè mấy chế ơi, gọi không mua máy. Mấy chị này là không bao giờ mà mua hàng qua nhà em được nữa đâu. 3 bộ 345.000 nè, đó. Thiệt luôn á. 89.000 cho em mã vàng. Vàng 89. Quần dài nè. 50kg 70kg vừa nha. 50kg độ lên 70kg quay đầu vừa cho em 89.000 vàng. 50kg 70kg vừa vàng 89.000. Con này đẹp lắm. Vàng 89.000. Vàng 89. Thiệt luôn quá trời. Dài nè. Đó. Chị Mai lẹ vàng nè. Nãy giờ chế nào chút dài nè. Đây nè. Hồng cho em 89.000 hồng. Em hết vàng rồi cả nhà. Hồng giùm em nha, quần ép nhũ. Đồ em hơn bò chưa đi. Ok Ngọc Nguyễn nha. Con này cho em ở hồng. Hồng chữ ép nhũ. Rồi 45-65 kg vừa hồng. Hết vàng rồi, 89.000 hồng. 45-65 kg vừa hồng. Hồng trâu Quỳnh Trần Hoài Thương, ok Thương nè. Thương có hồng. Ui vàng cấp 3 nè mọi người. Vàng cấp 3 bao đẹp nha. Vàng này là bao đẹp luôn á. Trời ơi cái quần của nó là. Quần đó là vải bao rep nè, theo logo như túi ha. Mã này cho em mã vàng, quần áo vàng quần đen. Rồi 50kg 70kg vừa. 50kg 70kg vừa cho em mã vàng con này. Hình như có màu hồng sen nữa. Hồng sen với vàng hai màu 89.000. Đỏ nữa.
vàng hồng sen và đỏ. Rồi vàng hồng sen và đỏ. Vàng hồng sen và đỏ chị My Nguyễn Hồng. Chị Thúy Vân vàng. Em còn màu đỏ. Lên 45kg đi chị, 45kg em lấy cho chị ngố đi. Ngố thì 45kg vừa. Từ từ nhé. Mà lấy cho mai đỏ nha, nhà đỏ cho cái này đỏ. Đỏ em mai đỏ. Đỏ cho chị Trần Trang. Trần Trang có đỏ. Em ơi hôm nay điện thoại chút đơn chị không em dạ chị Kim Thúy. Hôm qua em có nhắn rồi, hôm qua em có báo trên live rồi là hôm nay không có chốt. Đơn của hôm qua là ngày mai mới chốt nha mấy chị nhé. Tại vì chốt không kịp đó mấy chị. Chốt không kịp á, đơn của hôm qua là hôm nay mới chốt, mới kịp. À, ngày mai mới chốt mới kịp. Ui ui, chị thấy một đống bộ hàng chả hay hàng xả. Trên đó đó hả chị? Ờ. Chả đó. Chả. Ơi ơi Hồng Thơ. Chị Thúy Vân vàng có. Đơn em đi chưa sao chưa nhận được hả? Rồi. Cái bộ này ha, nàng nào mà nhỏ con 45kg 50kg mặc dễ thương nè. Cái bộ này bo chân nè, bộ này mà nàng nhỏ nhỏ con 45kg mặc dễ thương nè mọi người, 45kg mặc dễ thương nè, áo rất tốt ha. Qua đây cho em là 40-55kg vừa. 40 độ đen 55kg vừa đầu vừa cho em, áo dạng lửng, quần bo chân. Rồi chốt em mã xanh. Xanh nha. Xanh. Chốt cho em mã xanh, áo dạng lửng quần bo chân. Mã xanh nha mấy con đó. Xanh. Xanh cho Quỳnh Trần Hoài Thương nè. Thương có xanh. Rồi mã này cho em mã xám. Xám cho mấy con này, xám quần ôm. Áo phông rộng phủ mông 40kg 60kg vừa. Nói chung phông này dưới 60kg là được. Hơi ôm nha, phông này ôm nha, không phải là phông rộng phủ mông ha. Con này cho em may là phông ôm, không phải là phông rộng phủ mông. Em có cái mẫu này em sale cho mọi người là mọi người. Tại lúc mới lục kho lại sót được mấy cái à. Cái nón này mọi người có thể là đi lằn len nha. Con này là nón bằng len nha mọi người nha. Cái nón này mọi người đi nắng là mọi người đội nón bảo hiểm á, nó không có bị cứng cái đầu là dễ đội nè. Hoặc là nói chung là nón này là nón dạng len dễ thương lắm, có hai màu kem và đen nè. Hai màu kem và đen nha, như bộ chị hả? Kim Anh. 89.000 Kim Anh đây. Cái này mới lục kho ra được sót mấy cái à. Nón em sale cho mọi người bao nhiêu trời ơi. 50.000 cho em cái nón. Xám cho chị nhất nè. Khoảng bao lâu lên bộ ngố, em đang lên hàng sale đó chứ. Xám cho nhất có. Rồi nón 50.000. 50.000 cho em cái nón. Không, 45.000 cho mọi người luôn. Xả luôn mọi người 45.000. Nón bằng len co giãn là gãy nhàng nha. 45.000 cho em nón đen và nón nâu. 45.000 con này. Dạ em thấy bộ công anh ạ. Nói cho mọi người sao mọi người 45.000 con này nha, cả nhà dễ thương lắm. Nghe nè, mọi người đi nắng mọi người đeo lên. Rất là thể thao lên. Đẹp không? Len co giãn thoải mái nha. Cho nên nó cái này là không có bóc, không có cần vòng đầu bao nhiêu hết. Hai màu như mai nè. Hai màu, màu đen và màu kem. Đen và kem nha. Bữa trước em bán 65.000 đó. Hôm nay em sẽ mọi người 45.000 luôn. 45.000 cái nón, trời ơi. Êm quá cả nhà ơi, dễ thương quá. Êm quá. Nay cái lên đó lẽ không may em like bộ cái này xong em like bộ măng gồ. Rồi em qua áo chị 45.000 nó. Nón đâu chị Trang Huỳnh nè. Chốt đơn với chị có mấy cái à, không nhiều. Con này bằng len giùm em nè. Con này là hàng Quảng Châu á, lúc em bán 65.000 con đó. Mày dọn kho còn sót mấy cái à. Em xem mọi người bao nhiêu, 45.000 thôi. Đẹp không? 45.000 con đen và nón đen và nón nâu hai màu. Chị Trang mà nón nâu có. Nón đen và nón nâu giùm em. Ok nhất. Chưa ra nữa hả? Coi lại mấy anh coi. Rồi tiếp chị em mang 89.000 cho mai bộ này. 89.000 cho em con này mã. Chị Mai Hà nón đen.
Rồi anh. Rồi quần này cho em nha, nó thêu và nó chạy riềng như thế này. Form này cho em may là 40 tới 55 kg vừa. 40 55 kg vừa cho em may 89 000. 40 55 kg vừa cho em may 89 000. Ủa chị may hè chị có chưa? Trên quần có rồi hả? Trên vỏ lấy nón đen cho mai số điện thoại trên vỏ thôi. 89 000 cho em mã tím. 89 000 cho em mã tím. Trên vỏ nón đen có nè. À, chị có mua thêm gì? Mua thêm giúp em nha. Để đi đơn cho mình nha chị. Ủa mà đi hết 10 cái nè. Tím với chị Trang quần. Dạ chị Trang quần có tím. Con này hồi nãy em còn màu xanh nè. Bộ này em mặc đó mọi người. 89 ngàn xanh giùm em còn màu xanh nè mọi người. Xanh xanh nè, quần là Boris. Hồi nãy em mặc á, hồi nãy mặc còn màu xanh nè cả nhà. Xanh giùm em nè, 52kg tới 70kg vừa. 52 tới 65 67kg vừa em xanh. Xanh chị Kim Nguyên. Áo sau lưng là 89 ngàn. Upney áo sau lưng 89 ngàn, form phi size dấu quần. Rồi mã này cho em mã trắng. Trắng nha, trắng bên này trắng. 50kg, 70kg vừa cho em mã trắng. Dạ có chị Mai Hà, có nón đen chị. 50kg, 70kg vừa cho em mã trắng. Áo sau lưng là 89 ngàn em. Rút chỉ màu cam thôi. Cam này nè. Có hai màu cam và xanh cớm. Rồi lên đâu coi mã trắng giùm em, 50kg, 70kg vừa. Áo trắng quần xanh á. Chốt cái mã trắng. Trắng mà cái này trắng phối mọi người, trắng phối giùm em. Chốt em trắng. Trắng giùm em. Áo này có hai màu xanh bơ và cam nhạt. Trắng với chị Lê Kiều. 89 ngàn Upney ơi nè. Hàng dập nổi LV nè. Có màu cam nhạt, cam sữa với màu xanh cớm, hai màu ha, 89 ngàn. Chốt cho mai mã áo xanh và hàng xịn nha, hàng mạc LV nè. 89 ngàn áo cam và áo xanh phong dấu quần full size ha. Áo này bữa trước bán 115 ngàn á. Cam xanh. Áo cam áo xanh hai màu. Rồi mã này cho em tím. Tím nè. Tím. Tím cho em dưới 60kg cho mai vừa, 45-60kg. 45-60kg vừa cho em mã tím. Tím than. 45-60kg vừa cho em tím than 89 ngàn. 45-60kg vừa cho em tím than 89 ngàn đơn giản. Chốt cho em mã tím than cô Tông Thái xịn 89 ngàn. Tím than. Thảo thuận. Cam LV cho Kim Anh. Cam chị Hồng Ngọc. Mã này cho em mã trắng. Tím với chị Nguyễn Chi. Ui đẹp. Rồi 45-60kg vừa cho em mã trắng đen. 45-60kg vừa cho em mã trắng đen con này. Ngọc cảm thấy tím rồi. 45-60kg vừa cho em mã trắng đen nè. Mã trắng mã đen gì cũng được. Má ơi con này đẹp vải đái luôn á. Trên vỏ lấy áo xanh ok chị. Còn xanh không ta? Trắng đen cho chị Quy Trúc. Rồi mã này cho mai đỏ đô nha. Quần dài. Ô, mẫu này hơi bị đẹp á. 50kg đến 65kg vừa. Mẫu này hơi bị đẹp á. 50-65kg vừa chữ theo cái tim nè. 50-65kg vừa cho mai mã đỏ. Đỏ. Đỏ chị mai lẹ. Em còn một bộ đỏ. Nó mang gửi chị cũng hơi rồi, ok. Đỏ chị Huyền Trân. Mã này cho mai sọc vàng.
Ô mọi người kêu Mai lên thôn rồi, Mai lên thôn rồi, mọi người kêu Mai là lên bộ mang gỗ từ từ nhé. Không có thời gian thì mua sọc vàng mấy con này quần dài nè. Khổ ghê rồi, quá trời đẹp luôn nha, sọc vàng. 50kg đổ lên 65 quay đầu vừa cho Mai sọc vàng. 50-65kg vừa sọc vàng cho Mai con này. Cổ tim theo ha, chúc Mai sọc vàng. Rồi sọc vàng Mai cũng hết tóc rồi. Mai cũng tăng tóc lắm rồi á. Sọc vàng giùm em. Sọc vàng đi mọi người. Rồi quần ngố nè. Quần ngố cho Mai con này. Ngố này cho Mai là 45-60kg nha. Chúc Mai bạn sọc. Sọc vàng chị Mai lẹ. Còn bộ sọc vàng, bộ này sale 79 ngàn thôi. Chị Nguyễn Lý đỏ là cái nào đó. Em hết đỏ rồi Nguyễn Lý ơi. Sọc vàng trừng trang. Rồi 79 ngàn cho em mã sọc. Sọc 79 ngàn 45-60kg vừa. 45 đổi lên 60 quay đầu vừa cho em mã sọc này. Sọc 45-60kg vừa cho em mã sọc. Ở trên sọc ở dưới phố lơn dùm em nè mấy chứ. 79 ngàn nha. Bộ này xả mọi người 79 ngàn thôi. Sọc 79. Sọc 79. Chú ý mã sọc 79. Sọc vàng em hết chị Mông Minh Nguyễn. Sọc 79. Ờ. Sọc 79 chị Đông Hương. Con này cho em mã hồng 79. 45-60kg vừa hồng 79. Sọc 79 chị Hồng Bắc. Hồng 79 bên này hồng 79 ngàn. Hồng 79 ngàn. Chốt em mã hồng 79. Hey, bộ này dễ thương nè. Bộ này dễ thương nè. Bộ này bộ sơ mi nè. Set sơ mi nè. Set sơ mi nè. Quần là ngố. À, sơ mi này cho Mai. Hồng 79 cho Hồng Tuyết. Sơ mi vải mango. Sơ mi vải mango ha. Sơ mi vải bầu vải mango. Phi size 45-65kg vừa. Con này là dáng là kiểu như mình mặc xuông xuông á. Rồi 45-65kg vừa cho Mai có túi trước áo nè. Túi ngực nè. 45-65kg vừa cho em mã hồng gấu nha. À, 99 ngàn hả? 79 luôn đi. Cho luôn 79 ngàn con này luôn. 79 ngàn luôn ha. 45-65kg vừa cho em. 45-65kg vừa cho em mã hồng gấu. Hồng gấu quần ngố nè. Quần có túi cho mình. Rồi 79 ngàn cho em con này mã hồng gấu nè. Hồng gấu thì Mai hồng gấu. Mã này cho em Mai mã đen tim. Đen tim 79 ngàn đen tim. 45-65kg vừa đen tim. Con này là dáng dạng như là phủ mông giống quần đó, dễ thương lắm. Vải áo là mango nha. Đẹp lắm, đen tim. Chết mưa này đen tim, tay gấp lai sẵn cho mình nè. Đen tim cho Thơm Dior nè. Không có thông tin chị. Hồng gấu đen tim. Đen tim. Đen tim em hết rồi chị Bích Hạnh Trần. Còn trắng tim nè. Nón sao hai màu bé 45 ngàn. Màu đen với màu kem hai màu 45 ngàn. Đen tim em hết rồi mới còn trắng tim. Hồng gấu giùm em. Đen tim hết rồi còn trắng tim nè. Trắng tim con này trắng tim. Trắng tim. Còn hồng gấu với xanh gấu à. Còn hồng gấu với xanh gấu à. Trắng tim cho Ngọc Nhẫn Nguyễn. Còn xanh gấu với hồng gấu 45-65kg vừa. Con này mặc nó dễ thương lắm nè. Hình mẫu mặt nè mọi người. Dễ thương lắm. Tại vì cái này hàng xéo các mặt nè. Xanh gấu cho Hoàng Phi Yến. Xanh gấu Hoàng Phi Yến có. Xanh gấu, hồng gấu. Xanh ngọc. Xanh gấu, hồng gấu. Ly Nguyễn xanh gấu nè. Rồi còn hồng gấu rồi nha. Mấy con hồng gấu à. Mã này là những mã cuối cùng. Còn hồng gấu thôi.
Rồi còn mấy bộ hay là hết rồi? Em còn hồng gấu á mọi người. Rồi mấy bộ này là hết rồi. Quần là dạng đó, cái nào mà thích đồ bộ ngố thì lộ nhanh nhanh nha. Còn có vài bộ à, hết rồi. Còn vài bộ này là hết luôn, hết sạch luôn á. Ngọc Nhân Nguyễn đấu hồng gấu nè. Còn đây bà lấy gì á? Trắng tim. Thì đấu hồng gấu ok. Còn bộ hồng gấu ha. Đi đơn của em với Thành Trần nha. Ok Trình Trang. Ok Trình Yêu. Bích Thành Trần. Rồi mua lại rồi. Rồi mã này cho Mai nha. 4565 chỉ vừa quần ngố nha. Hát dài nè Thị Nhung. Hồng gấu còn không? Hồng gấu còn. Ngọc Trâm. Con này cho Mai 4565 chỉ vừa cho con này là mã bò. Còn cái trắng gấu nha. Ê trắng tim. Bò. Chốt đây là mã bò, quần là đường ngố đùi nè, quần là ngố nhưng mà cái đùi lộn. Chúng ta là bò đơn giản ha. Rồi phông dài phủ mông. Bò thì mấy cái này bò, chúng ta là bò 79.000 bò. Chốt đơn nhanh, bò, còn hai bộ. Bò, 79.000 bò. Lấy em thêm áo xanh 89 hả? Ủa xanh này có lấy chưa? Xanh này chuyện xanh nó có lấy rồi. Ê hôm qua có một cái xanh này của ai xã ra nè. Xanh 89 nè. Chị Ngọc Dũng Nguyễn ok. Có hồng gấu trăm nha. Trăm có hồng gấu nha. Trăm có hồng gấu. Bộ mặt còn Bích Hạnh. Xe 70. Bộ mặt 70. 4562 ký vừa bộ mặt. Xe luôn con này 70. Vải măng gồ á. Vải yeah. Măng gồ đẹp lắm. Rồi trăm đất mang con này. Cam đất dùng đường ngố, ở trên đùi nó có chữ nè. Trước đây cái này cam đất 4565 ký vừa cam đất. Hàng vô mi này là bao xịn luôn. Vô mi này em bán không biết bao nhiêu là bộ luôn rồi đó. Form này là sỉ nhà em nhận hàng là gọi là phải là quay lại mua thêm một lố nữa. Cam 79.000 cam. Cam 79.000. Chốt đơn. Cam đất trăng lê nè. Còn một bộ. Cam đất nha. Dễ thương, cam đất. Còn một bộ cam. Một bò một Bích Hạnh. Mẫu khác, có mẫu khác à. Cam đất còn một bộ. Rồi cam tươi. Cam tươi cho Mai con này. Lên cho Mai con cam tươi, quá trời cưng luôn. Chết nó bật được màu này nè, lấy màu này đi mới chết. Chết nó bật được màu này đi, màu này đẹp đi. 4565 chỉ vừa cam tươi. Dễ thương lắm, dễ mặn lắm, ngố dễ mặn lắm. 4565 ký vừa cam tươi. 79.000 cam tươi. Bảy chín ngàn cam tươi. Còn có mẫu này, mẫu kia nó lớn rồi đó. Cam đất chị Thúy Vân. Em còn cam tươi. Mã này em là mã đen. Đen cái quần nó như thế này. Đen cái quần nó như vậy nha. Áo này. Con này cho em mang dưới 60kg cho Mai vừa. 40-60kg vừa. Đen. Đen 40-60kg vừa. Mẫu mặt lên nhiều lắm chị. Áo áo màu vàng nè. Quần là Ngọc Dũng Nguyễn có áo xanh. Có. Lấy cái này xuống đi. Cái màu cam đi. Em bỏ cho một người đi rồi. Cái chị kia thì để em chụp cái hình áo nó lại giùm chị. Đen cho Ngọc Hà có đen nè. Ngọc Hà có đen. Rồi, con này em có màu cam với màu hồng. Gấu nha, có màu cam với màu hồng. Màu cam với màu hồng. Màu cam với màu hồng. Màu cam thì kiểu như là cam sáng mà cam tươi đâu. Màu cam với màu hồng giùm em. Cam với hồng hai màu.
4565 kia rồi. Cam hồng hai màu giùm em ha. Con này cho mã cam. 4565 kia rồi cam. Cái quần nó giống nhau hết các chị. Mã này cho mã hồng. Nón 45.000 Tuấn Huy hồng. Rồi 4565 kia rồi hồng. Hai màu cam hồng. Hết nha mọi người. Cam hồng 79.000 cam với hồng. Nón 45.000 len. Chất len. Chất len co giãn à. Ok à, bộ mặt nè. Dưới sau 2kg cho Mai vừa sale 70.000 nha. Hồng cho Ngọc Trâm. Rồi còn màu cam. Cái bộ này em còn nè, màu hồng nhạt đẹp quá trời luôn mọi người. Con này 89.000 cho em thôi nè. 89.000 cho em con này thôi nè, hồng buồn dài nè. Hồng ngọc nón kem ok chị, 45.000 ok chế nè. Nón kem chị hồng ngọc, mua hai màu luôn đi chế. Em nói thật. Mua hai màu luôn đi chế ơi, màu đen cũng đẹp lắm nè chế. Đen chữ sport á chứ đội lên đẹp lắm. Len len này mình mua mình thay qua đổi qua đổi lại nè, màu đen với màu kem hai màu. Đợt trước em bán 65.000 á, đợt này em xem mọi người 45.000 con này thôi. Nón kem với nón đen hai màu 45.000 à, còn có mấy cái à. Rồi màu hồng này cho em 89.000, 52 70kg vừa, 52 65 vừa. Chế nào cao cao là 79 thoải mái nha. Chị hồng ngọc nón đen luôn ok chị. Nè, màu hồng nhạt trên 52 và dưới 65 70 quay đầu vừa cho em mã hồng nhạt 89.000 hồng nhạt. 89.000 cho em mã hồng nhạt. Bộ này em mặc á. Đẹp lắm, vải đẹp lắm. 89.000 cho em hồng nhạt ha. Hồng nhạt 89.000. Rồi qua khác nè. 89.000 hồng nhạt. Qua khác nè mọi người. À, vòng tay đeo chống mũi cho bé nè mấy chị. Mùa này mùa mưa nè. Hồng nhạc chị Dung Nguyễn Trang Thắng Hợi. Mùa này mùa mưa nè bé chế. Mùa này mùa mưa bé chế mua cái này để cho bé mình đeo. Bé lớn bé nhỏ thì cũng nên đeo nha. Cái dòng này là nó có tinh dầu phía trong. Khi mà bé nó đeo á là nó mùi mũi rồi kia. Chị Dung Nguyễn có hồng nhạc. Mũi rồi kia nó bám nó nghe cái mùi nó tránh xa con mình ra. Con này là em đang đeo cho thằng nhóc em mua về thêm nè. Chế nào lấy em sale con này cho mấy cái này cho mấy chế luôn. Vòng đeo đuổi mũi có tinh dầu. Vòng này cho em là em để cho mấy chị lại 15.000 một cái luôn. Nón đen cho Tấn Huy. Ok Tấn Huy nè, 15.000 cái dòng đuổi mũi. 15.000 cho em cái dòng đuổi mũi nha. Dung Nguyễn hả? Tấn Huy nón đen. Còn có màu đó nè. 89.000 bộ hồng nè. Chị Dung Nguyễn hồng nhạt. Tiền Lê, Thùy Nhung, không Kim Anh. Dòng nó có một màu, Tiền Lê, Thùy Nhung 15k. Chị ơi còn mọi gì nữa không nè. Trời ơi lên trễ quá lấy mango nha. Mango lên làm bài tiếng Việt. Nè, dòng đổi mũi cho con. Nón đen 40. Cái gì? Còn nón đen à, nón đen cho Ngọc Nhẫn Nguyễn như là hết nón đen luôn nè. 45.000 Ngọc Nhẫn Nguyễn nón đen nè. Còn nón màu kem thôi. Dung Nguyễn là bộ màu hồng nhạt á. 89.000 Dòng điện mũi 15.000. Lớn nhỏ gì cũng đeo được đó nha. Hai cái chị Hồng Ngọc nè. Tiền Lai có rồi, chị Dung có rồi. Dòng cũng hai cái chị Vui Huỳnh nè. 15.000 cái thôi ha. Dòng lên nè. Hai dòng chị Thúy Vân nè. Rồi. Để mình đi cho con coi. À đây nè. Đây là bài thấy chưa? Rồi nè. Lê Kiều, Lê Kiều hai dòng 15.000 ok.
ờ, 3 ký tâm toàn okay. Bộ cho bà còn màu khác không hả? Còn nhiều mẫu khác, mẫu khác hình khác, cho em xem vài mẫu quá sẵn chút luôn. Ê cô cha, bộ dài nào còn bên đó không bé? Dạ không có chị. Bộ dài còn bán gồ à, không trễ quá hết rồi. Bộ dài còn bán gồ, em hết dòng rồi mới chết. Hết dòng mệt chơi. Bỏ chơi cho cô đi học. Bình cửa, cửa. Dòng rồi, em qua bộ măng gừa, bộ mặt 70 ngàn. Ây da, đứt cái mặt. Bộ mặt 70 ngàn, chứ nào lấy comment giúp em bộ mặt nha, 4562 vừa. Chua bông băng keo luôn hả? Chua, nãy chị có nói em đã để chút măng gừa 4562 cái vừa bộ mặt giùm em nha, chốt em đã mặt nè. Em sẽ mọi người 70 ngàn. 70 ngàn cho mai. Con này nè. Con này tay dài quần dài với mọi người, form đẹp lắm. Đây giờ quần dài cho em đây nè. Quần dài ha. Con này cho em quần dài nè. Quần áo tay dài nè. 62, 63 quay đầu quá. Vải này bao xịn luôn nha. Giặt nó giặt thoải mái. Khỏi sợ bị hư vải hay gì hết. Bộ tay dài này cho mai 79 ngàn nha mấy chứ. 99 ngàn sợ 79 ngàn nè. Con này em mai tay phòng nha. 99 ngàn xả 79 ngàn, chốt cho mai bản tim đen 79 ngàn cho mai con này. 99 xả 79 nha. Bộ măng gồ 79 ngàn quá rẻ. Cho chị to cái túi đeo. Túi đeo à, túi đeo xả 75 chị. Túi đeo em còn cái này, em còn xả 75. Còn cái này còn 2 cái 75 ngàn. Còn 2 cái 75 ngàn dùm em, 75 ngàn 2 cái nè. 75 ngàn cho em 2 cái túi Fendi. Có cái quai như thế này ha. 75 ngàn 2 cái. Tim đen 79 ngàn. 79 ngàn tim đen dùm em. Tim đen chị Nguyễn Chi nè. Tiền Ly có lá không? Lấy không Tiền Ly? Tiền Ly có lấy không nè. Vải này em nói thật với chị hả? Thì đó nè mọi người, giặt nó giặt bao thoải mái luôn. Không bao giờ mà vải nhanh. Của mai là đúng chuẩn mango ha. Chứ mà là nói mango mà về nhà nhận hàng cái vải nó mềm mà nó mỏng đâu. Con này vải rất là dày. Em bán nhiều lắm luôn rồi. Túi đen chị Tô Võ Vân 75 ngàn. Rồi em còn cái chị may lẹ một cái. Rồi hết. Rồi hết túi đen 75 ngàn hai cái lấy hết. À, bộ em mặc nha 79 ngàn giùm em. Đẹp lắm. Có Tuyền Lê có tim đen. Chết cho em mặc tim đen 79 ngàn. Bộ mặt quần dài không chị ơi, sợ ngắn. Dài á Kim Anh. Con này quần dài. Con này mấy hàng chuẩn á. Trên 45 và dưới 62, 63 ký vượt 75 ngàn, tim đen. Tim đen 75. Này có ai đây. Đâu tim đen Thắm Nguyễn. Còn hai bộ nữa. Tim đen Kim Anh. Rồi con này cho em mai mã này, cho em mã nâu da 4562 ký vừa. Con này cho em mã nâu da, mã mặt cười cũng được. Mặt cười cũng được nha. 79 ngàn cho mai còn một bộ duy nhất. Chứa cho em con này mã nâu da. Tay ngắn nha. Tay ngắn thì dài. Không có đây chuyện hết trắng rồi, có mà hết rồi. Tay ngắn quần dài cho mai con này nè. Quần dài ha. Chốt mai con này mã nâu da. Nâu da cho mai xe 79 ngàn nâu da ha. Nâu da 79 ngàn. Tay dài quần dài. Con này chốt em mã hồng. Hồng, hồng 70. Hồng 70 tay dài quần dài nè. Giống đang mặc nha mà bông khác ha. 62, 63 quay đầu vừa hàng của Lala. Mango bao đẹp luôn. Rồi 70. Nâu da cho Tấn Huy 70 ngàn cho mấy cái này mã hồng. Màu kiểu nó là màu hồng, hồng sen á.
kiểu màu hồng sen á. Chốt mang này mã hồng. Thử mọi người có màu hồng ha. Còn màu tim này sang ghê chưa. Tim này mặc lên rất là sang. Hồng 70. Hồng cho Mai 70. Em còn có một hai bộ màu này em xả luôn 70. Hồng mọi người. Màu này mặc lên nhìn nó bánh bèn. Bông bông bánh bèn. Có lên áo lẻ không Mai hả chị? Giờ này mình chung 10 giờ hả? Áo lẻ hả chứ? Áo lẻ em còn phông rộng, phủ mông giấu quần rồi chứ. Rồi 70.000 cho em mã hồng. Hồng nha. Trên 45 và dưới 62, 63 quay đầu vừa ha. Hồng 70. Chốt em hồng 70. Hồng cho Mai 70. Rồi tay ngắn quần dài. Chốt đây là mã xanh. Xanh cho em Mai 79.000 nha. 62 độ lại vừa cho em hết đó mấy chế. Con này mã xanh chỗ dễ thương ghê chưa. Bộ này bán sạch hết rồi nè. Hôm trước có một cây bán sạch hết rồi. Xanh dễ thương quá, họa tiết hoạt hình dễ thương nè. Xanh 79.000 xanh. Xanh cho Mai một bộ duy nhất chị Mai nha. Pyjama 45-62 vừa xanh 79.000 tay ngắn quần dài cho em mã xanh. Họa tiết dễ thương ghê chưa. Chốt xanh giùm em xanh. Có bộ 1 rồi nha. Xanh một bộ 1 duy nhất. Xanh giùm em xanh một bộ 1 duy nhất. Mã đi cho em mã trắng. Bi trắng 45-62 cái vừa cho em mã bi trắng. Đâu dầm đâu mà 45-62 cái vừa cho em mã bi trắng rồi đi ngủ. Dài tay có chị Hồng Trang. Này gì cái dài này mẹ giữ đi. Thôi 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 thôi. Đi lên chở đi chỗ tôi bác. Chú em mã trắng. Tay dài có bộ đang mặc nè Hồng Trang ơi. 79.000 nè. Xã khô 79.000 mã tim đen nè. Bi trắng với chị Ngô Lê Thúy. Xanh cho Yên Bình. 79.000 cho mấy con này mà tim đen nè. Bộ đang mặc tay dài nè. Tay dài quần dài tim đen. Trời ơi, vải măng gồ này không đẹp không lấy tiền luôn. Bi trắng hả? Bi trắng mình còn không? Còn không lấy chị Thấm Nguyễn. Rồi mã này cho em mã xanh. Xanh. Xanh giùm em cổ sen tay phòng. Cho em 45-62 kg vừa cho em mã xanh. 79.000 xanh. Xanh nè. Cổ sen tay phòng giùm ai ha. Dễ thương quá. Mặc lên tiểu thư. Hả? Bi trắng á. Một. Bi trắng chị Thấm Nguyễn. Rồi xanh cho mang con này 79.000. Vải này cực đẹp cực kỳ nhé. Vải này có nâu da với hồng. Con này có nâu da với hồng hai màu. 99.000 xả luôn mấy cái 79.000 á. Ô là trời, cái mẫu này đẹp lắm. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi, em có hình mẫu mặt luôn. Đơn giản mà rất là sang mọi người. Hôm này cho em Mai 65-6 vừa luôn nha. 65-6 vừa luôn. Hàng thiết kế quần có túi cho mình. Like của nó nè. Like của nó như thế này. Like sóng nước nè. Nâu da với hồng. Đây nè. Đẹp lắm. 65-6 vừa luôn. Nâu với hồng hai màu 79.000. 99-79 99-79 chị Thúy Hồng nâu da. Em hết còn hồng. Em còn màu hồng. Chị Phú Nguyễn lấy hồng với chị. Không rồi. Lấy hồng đi chế ơi. Hồng nè. Chế lấy hồng đi. Hồng cũng đẹp lắm mấy chế. Hồng cũng sang lắm luôn á. Hồng có lên mẫu, hình mẫu mặt nè. Màu hồng nè. Đó chế nào lấy hồng comment cho em mã hồng giùm em nha. Em còn hồng mà. Hồng kem Mai. Hồng. Chú em mã hồng. Hồng cho Phú Nguyễn có nè. Hết gặp những Nguyễn hết Kim Anh nè. Tốt chọc chậm nè. Mã này cho ba con gì đi. Con cho ba mã sọc đi. Sọc cổ hai lá.
sọc cho mấy con này cổ hai lá. Cổ hai lá sọc. Cổ hai lá sọc, áo tay ngắn quần dài. Vải măng gồ nha, 99 xà 79. Trước mấy con này mã sọc. Hết rồi Ngọc Nguyễn. Nè, đẹp ghê chưa, cổ hai lá. Hai lá lên là auto sang nha. Hai lá lên là auto nó sang. Sọc quá trời đẹp chưa. Ở dưới chân của nó nè. Màu này coi vậy chứ lên rất là sang. Đỉnh 79.000 sọc. Sọc cho Mai 79.000 đúng 2 bộ. 2 bộ sọc 45, 62, 63 quay đầu vừa. Con nhẹm không to ha. Chị Mai khách hồng rồi. Sọc đi mọi người. Sọc 2 bộ. Sọc 79.000. 99 sọc 79 đồng giá. Quay cho mã đen. Sọc phí hồng. Con này cho mã đen. Đen gì mai này đen. Con này to. Chị còn bộ 6-7kg không chị hả? À quên, còn bộ dài không bé? Không dài. Không dài hết rồi. Con bộ nào đó phải hả? 6-7kg ngố được không chị Dung? Mã này cho mai đen nha. Đen gì mai này 6-7kg ngố được không? Ngố này bữa mình bán nhiêu qua rồi? 89.000 hả? Đây cho Thúy Nguyễn ok chị nè. Ngố không chị? Ngố này 89.000. Em mới bán đây à. Cho nên em chưa có sale được. Hết đen chị Tô Võ Vân ơi. Con này cho Mai nè. 50kg tới 70kg vừa nè. 89.000 cho Mai con này. 50kg 70kg vừa cho Mai 89.000 bộ ngố nha. Bộ đường ngố giùm em nè. Đó. Màu đỏ này đỏ đô. Đây là chị đơn giản. Sale luôn 89.000 này đỏ đô. Màu nâu đất. Đỏ đô nâu đất. Đỏ đô nâu đất. Ôi da rồi. 89.000 đỏ đô nâu đất. Đỏ đô nâu đất hai màu chị. Nâu đất nè. Hai màu đỏ đô nâu đất. 50kg trở lên giùm em. 70kg quay đầu vừa. Cô Tâm. Bao co giãn thoải mái. Đẹp lắm, co giãn giùm em thoải mái nè. Đỏ đô nâu đất hai màu. Phong thì không to nha. 50kg độ lên ha. 50kg độ lên, 70kg độ lại. Quần là dán đường ngố. Xinh lắm. Chút màu giùm em với. Hay là đơn giản, chữ theo đơn giản. Chữ theo đơn giản này, đỏ đô nâu đất. Mình mặc mấy màu tối tối thì nhìn nó ốm. 89.000 nâu đất chị Ngọc Cẩm. Mặc cái màu tối thì nhìn nó ốm. Rồi đỏ đô nâu đất giùm em. 89.000 đỏ đô nâu đất. Đỏ đô nâu đất 89.000. Con này cho em màu xanh gấu nè. 89.000 cho em xanh gấu con này. Quần là dáng đường ngố, áo phông rộng, phủng mâm. Trên 50kg. Và dưới 70kg vừa xanh gấu. Em mặc bộ này cho mọi người xem. Và con này là không có thử được măng gồ. Đã cởi vô một. Cái này xả, thường thường xả là không có mặc đâu. Thường thường cái bộ xả không có mặc đâu chứ. Xanh gấu thì không nguyện có này. Thương đó mọi người. Xanh gấu giùm em ha. Xanh gấu Dung Nguyễn có 89.000. Xanh gấu giùm em. Bộ này mặc thoải mái lắm. Gấu này theo nha. Hình nó bị gấp lại, nó bị cong thôi chứ hình nó theo. Hình nó theo vào cho nó bị cứng. Cho nó còn giấy bên trong nó cứng. Còn giấy bên trong nó cứng nha mọi người. Để chắc cái hình lại.
mọi người bỏ ra mọi người giặt là nó sẽ mềm. Đó, mềm lại. Xanh đấu thì mềm Phú Nguyễn xanh đấu đi. Còn bộ đã mặn hết. Có màu hồng gấu nữa. Chị vui mình xanh gấu. Gấu này còn không ta? Hết rồi. Ê cờ. Xanh gấu xin lên bùn. Em có màu xanh cô ban và màu hồng nữa. 89.000 cho em xanh cô ban và hồng. 50kg, 70kg vừa giùm em ha. Phơm của nó nè. Phơm của nó là phơm rộng, chỗ mông dấu quần. Em có 48kg à. Nếu chế nào 50kg trở lên á. Mặc phơm này sẽ đẹp nè. Trời ơi, màu xanh dương đẹp quá. Xanh em đang mặc thì xanh lạ. Còn có màu xanh dương này lên trắng da đó là mọi người. Xanh này coi vậy lên trắng da lắm luôn á. Xanh cô ban nè. 89.000 thôi. Xin cô ban chị Diễm Kiều. Quần là bao thoải mái nha. Xin cô, xin gấu chị Tô Võ Vân. Cô ban Diễm Kiều nè. Còn cô ban gì nè. Xin Dương, xin cô ban. Cái 70kg vừa thoải mái. Không là ba thoải mái luôn. Ok em qua nhé. Còn hai hộp bút. Các bé trai, các bé gái nè. Em xả luôn mọi người bà 40.000 con này. Hộp bút bé trai, hộp bút bé gái xả luôn mấy chị 40. 40.000 hộp bút bé trai, hộp bút bé gái nha. 65 xả luôn 40. Trai gái. Xanh ngấu, xanh đậu đâu? Chốt rồi hả? Xanh ngấu nè. Một cái bé trai bé gái 40.000. Rồi. Lên băng rồi dài tay đi chị Tố Uyên. Dài tay. Dài tay hả? Mình lấy mẫu thôi. Xin cô ban chị Phú Nguyễn. Bộ mã. Có lên không ông em chị Yến Thanh. Hộp với bé gái chị Tô Võ Vân. Ok chị nè. Chứ ơi chắc không kịp quá chơi. Chắc không kịp quá chơi. Nó không không kịp quá. Mai nha chứ. Mai em ra đó khung với lại quần jean nha. Mai lớn hơn quần jean. Có, Phú Nguyễn. Ủa Phú Nguyễn lấy xanh cô ban mà. À có xanh cô ban với xanh đậu luôn, hai màu. Phú Nguyễn chỉ có hai màu luôn á chị. 79.000 cho em mã hồng quần dài. Hồng giùm em 79.000 cho em mã hồng. 45 số 2 vừa hồng. Hồng. Bộ em mặc còn mẫu nào nữa không em? Bộ em mặc hả chị? Xanh, xanh đậu còn không trời? Hồng giùm em. Em ơi giữ đâu thêm thì xanh đậu. Xanh đậu em có còn chị sẽ thấy. Màu xanh đậu. Màu xanh rồi, hết rồi chứ. Xanh đậu em hết rồi.
đổi hết rồi chị. Thấy ơi, đổi màu giùm em. Mỗi em có màu vàng nè. Giống vậy luôn ha. Nhưng mà gấu theo hình khác, theo gấu luôn á. Còn em có màu vàng, màu nâu da, màu hồng, vàng nâu da hồng, đỏ và xanh là xanh ve chai. Vàng cho chị Ngô Lê thì Lê Thúy nè. 89.000 vàng chị Ngô thì Lê Thúy có vàng. Xanh ve chai nè. Đỏ nè. Hồng phấn, nâu da, vàng. Xanh dương nữa. Lấy bộ em mặc ok chị Ngậy. Thấy có bộ em mặc. Rồi. Thấy có vàng chị. Có thêm vàng bộ này không? Vàng chị Hải Yến luôn nè. Nâu da cũng đẹp á. Tôi nghe cha còn không bộ rồi nhé. Nâu da cũng đẹp lắm cả nhà. 89 ngàn dùm em nâu da. Nâu da Lê Kiều hết bộ quần dài hả? Hết rồi. Bộ quần dài là hết. Bộ thông quần dài là hết. Nâu da đỏ, xanh ve chai, xanh dương và màu hồng. Xanh dương chị Thấm Nguyễn. Xanh dương chị Thấm Nguyễn. Rồi em qua bộ băng gồ không mọi người. Màu hồng này hồng gì vậy? À bộ mặt có màu hồng gấu nè. Bộ mặt còn màu hồng đấy nha mọi người nha. Bộ mặt còn màu hồng. Ngày mai mặc màu hồng cho mọi người con. Thương lắm. Ngày mai mặc màu hồng cho mọi người con. Em còn sót. Trời cái mùi nó lên dã man luôn. Bé mấy chị em còn sót 5 chai serum dưỡng tóc nè. 55 em hồng gấu như Trần Lê Vi. Sót serum tóc nha, 75 em sao còn 50. 75 em sao mấy chế còn 50 serum dưỡng tóc nè. Con này dưỡng lên cực kỳ mượt tóc luôn á mấy chế. 50.000 cho em nè. Cái mùi nó thơm lắm. Bộ em mặc theo chữ có màu rêu không? Ở chai giúp em mã dưỡng, chai dưỡng tóc giùm em nha. Chai dưỡng tóc serum. Con này lên là cực kỳ mượt tóc luôn á. Mấy chế nhìn mấy. Mấy bữa là em bị cái gì nè. Em bị sinh xong cái em bị rụt tóc chỗ này. Em sức lên bây giờ nó một tóc con quá trời luôn nè. Đó nó vừa dưỡng tóc và vừa kích thích một tóc cho mình luôn á. Nó làm mềm tóc nữa. Đó. Nó mọc lên tóc con quá trời luôn. Sao đùng vậy tóc còn sót. Còn sót mấy chai đây, 1, 2, 3, 4, 5 chai à. Còn sót 5 chai ở đây nha. Serum dưỡng tóc nó còn sót 5 chai, em sale cho mọi người. Cho mọi người dùng thử nè. 50.000 một chai. 50.000 cho em một chai thôi, tôi chỉ băng sale thôi. Em sale mọi người 50.000 một chai nè, còn có mấy chai à. Chai cho chống kho luôn. Có mấy hàng nữa, tôi để lâu. 50.000 một chai. Còn từ một tóc mà nó thơm mùi rồi. Thơm mùi nước hoa lắm nha. Nhiều khi mình gọi dầu gọi nó không có, nó không có lưu hương lại đâu. Mà nhiều khi mấy chế mà đứng cái anh em của mùi dầu thơm của đầu là do serum á. Do serum tóc á. Một chai 50. Còn đúng 5 chai là không có nhiều. Lê Kiều, Mi Nguyễn. Ok. Lê Kiều, Mi Nguyễn nè. Còn đúng 5 chai là không có nhiều đâu. Còn giờ còn 3 chai nữa là hết. 75 xả luôn 50.
sơ đông chị Nguyễn Chi. Em còn hai chai nữa hết. Cuối lai em xả luôn nè. Nước hoa hiện tại em có hai loại, một loại là hàng phách, một loại là hàng phách đó chị, hàng phách đó. Em sale 89.000, một loại là chính hãng của Pháp, 350. Chứ lấy loại nào em lên hàng. Tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết. Body. Em sale luôn 50. Chị bầu mấy tháng rồi chị Nguyễn Sĩ Đường, mới đẻ được 5 tháng rồi. Giờ hỏi tôi bầu nữa chắc tôi chết. Thì cái tôi cắn lưỡi luôn á. Serum nha. Serum đợt của đợt face shop nè mấy chế. Serum face shop nè. 95.000 em xả luôn mọi người, 50.000 con này. 50.000 serum. Serum này mọi người biết không mọi người? Cái mùi nó thơm mùi sữa ngọc trai lắm. Mùi nó thơm mùi sữa ngọc trai lắm. Khi mọi người tắm xong mọi người lấy mũi là mọi người xả, mọi người trà lên da nè, sẽ làm cho da mịn và trắng da ha. Serum. Serum này em xem mọi người luôn 50. Còn mấy chai xả luôn 50. Tẩy tế bào chết, em lộn. Tẩy tế bào chết ngọc trai của The Face Shop nè. Tẩy tế bào chết ngọc trai giùm em ha, 50.000 thôi. 50.000 ha. 50.000 cho em tẩy tế bào chết ngọc trai. Ước thôi. Lên bộ băng gồm nữa không em? Chế lên tay ngắn tay dài chế, để em lên cho. Mà bộ băng gồm nước hoa chế lên tay ngắn tay dài. Rồi, em còn một ít tinh một ít tinh dầu nước hoa của Dubai đó mấy chế. Tinh dầu nước hoa của Dubai em xả luôn mấy chị, 65.000 nè. Con này hồi trước em bán 135.000. 135.000 nè, hàng này có tem chống giả nè mấy chế. Hàng của em là hàng xịn một. Tẩy tế bào chết 50 cho Diễm Trần. Tay ngắn lấy cho chị một ít bộ tay ngắn ha. Rồi ok chị, tay ngắn có. Con này giùm em là em cua một hộp nha. Xả luôn mấy chị, 65. Tinh dầu nước hoa của Dubai nó thơm cực kỳ lâu luôn. Nó là tinh dầu thì nó sẽ thơm hơn nước hoa nha. Con này nó là tinh dầu thì nó sẽ thơm hơn nước hoa nha mấy chế. Nước hoa nữa, nó gồm có Lacoste nè, giò nè, rồi Coco Chanel nè, ESL nè. Rồi nói chung là nhiều mùi lắm. Hugo Boss cũng có nè. Nước hoa. Tan mổ bụng. Dạ còn chị Thắm Nguyễn 150. Ok chế, tan mổ bụng nè. Tặng kèm cái cuộn. Nè có Versace nè. Nước hoa giùm em, nước hoa thử, nước hoa test á. Lacoste nè. Em xem mọi người bao nhiêu? 65.000 thôi. 65.000 cho một hộp như thế này. 2 4 6 8 10 chai nha. Một hộp 10 chai. Nước hoa dạng test đó mấy chế, nước hoa nhỏ nè. Hộp 10 chai, 130 xả 65. Thơm chị, 130 xả 65. Bởi bán 130, đúng rồi, giá cũ 130 nè. Giá cũ 130 xả 65. Số cho em nước hoa 65. 65.000 cho em. Tay ngắn nha, rồi ok chị. 65.000. Ủa tẩy tao bởi chất chịu dục cho em chung. Nào chị, tẩy tao bởi chất này. Đấy chà. Hộp nước hoa chị Tấn Huy. Dạ rồi. Tấn Huy hộp nước hoa. Mua thử đi. Mua thử để xài đi mọi người. Ok. Lên bộ. Chế ơi, cái bộ này dễ thương nè, không lấy hả? Chắc không nghe máy nè. Em xả 79.000 luôn, con này kêu là mã. Mã nâu giùm em đi, mã nâu. Mã nâu giùm em mang con này. Trời ơi, cái bộ này bữa em mặc lên cực kỳ dễ thương luôn nha. 99 xả 79.000, tay ngắn quần dài cho em mà chị Thúy Nguyễn. Nâu, 4562 vừa nâu. Dễ thương lắm, cổ bèo. 79.000 nâu. Nước hoa thơm lắm. 79.000 cho em mã nâu.
Nâu cho ma 79 ngàn này chứ, dễ thương lắm chứ. Họa tiết nè, vải xịn ghê chưa. Nâu giùm em ha. Tại còn ít lắm chị ơi. Lượt lượt giúp em đi. Mã này cho màu hồng. Còn bộ dây không em? Hình như em hết rồi. Dây hết rồi. Mã này cho màu hồng. Hồng chữ Lucy. Cổ pyjama 4562 vừa hồng. Hồng giùm em 4562 cái vừa cho em mã hồng. Rồi tao 99679. Cho tao mở còn không? Còn thì phải còn 4 bộ. Không thể nào hết được. Hồng với chị Ngô Lê Thúy Hồng. Hết là 7 nha. Mấy này có đen với đỏ, với nâu 3 màu. Đây có 3 màu đen, đỏ và nâu. Bộ dây em hết rồi chị. À, em chuẩn bị về bộ đùi dây mango của hàng thiết kế. Nhưng mà chắc khoảng vài ngày nữa mới về tới quá. Rồi. Cái cổ là cổ cánh bướm nè mọi người. Cổ là cổ cánh bướm nè. Mẫu mới không đó. Họa tiết đeo ha. Đỏ đen với lại nâu 3 màu. Đỏ đen với nâu giùm em 3 màu, đỏ đen nâu. Đỏ đen nâu. 4562 số 3 quay đầu vừa 79 ngàn. Đỏ đen nâu. Đẹp. Đỏ đen và nâu 3 màu. Tay ngắn quần dài. Đỏ đen nâu giùm em nha. Phải không đẹp không biết tiền luôn. Đỏ cho Trang Lê. Ok Trang. Ok biết Trang. Còn đen với nâu. Còn đen với nâu 2 màu. Đỏ rồi. Còn đen với nâu. Mã này cho Mai là mã chấm tiên. Ê, cái này quần đùi nè. Quần đùi. Quần đùi 70 ngàn đi. Quần đùi 70 ngàn 40-60 kg vừa. 40-60 kg vừa cho em mã đùi. Đùi chấm tiên ha. Đùi chấm tiên 70 ngàn 40-60 kg vừa cho em mã đùi. Con này đùi. Rồi 40-60 chiều chị mới nhận đồ nhà Mai. Đẹp xuất sắc. Dạ cảm ơn chị, ủa cũng nhanh quá chị ha. Cảm ơn chế nha. Con này cho em là mã đùi 70 ngàn đùi, vải mango. Xịn lắm. 40-60 vừa đùi. Đúng hai bộ cuối cùng đùi 70. Em bỏ vô cái bao kiến á. Có cần phải vậy không? Ừ. Động não lắm. Đùi 70. Rồi. Con này cho em là mã Lan Hồng. Lan Hồng giùm em Lan Hồng. 4562 số 3 quay đầu vừa cho em mã Lan Hồng. Lan Hồng giùm em con này Lan Hồng. Lan Hồng 79 ngàn Lan Hồng. Ủa sao lên không ai lửa trơn vậy? Cả nhà. Lên mình thấy lửa trơn vậy trời. Lan Hồng. Em còn thấy máy xe sinh tố cầm tay giá rẻ nè. Em còn có 3 con nè. Khách chốt ở trên trang quá trời luôn. Em là còn sót lại đúng 3 con nha. Máy xe sinh tố quá mọi người. Còn 3 con sale mọi người 105.000 luôn. Sếp chị bận còn Mỹ Huyền. Ủa? Còn, à, như còn. Em coi kem tăng mỡ. Lan Hồng, chị Hồng Tuyết. Nè, máy xe sinh tố cầm tay giùm em có dây sạc bên trong nha. Em xe mọi người bao nhiêu? 105.000, con vịt dễ thương lắm nè. Con này á, tại nhà. Con này cầm tay mọi người có thể là đi làm á. Mọi người đem theo mọi người xây tại chỗ đi làm cũng được. Đó, nó có cái dung tích của mình nè. Rồi, đó. Khi mà bỏ đồ vô hết ha, xay đá được luôn nha. Cái xay này là xay đá được luôn. Dạ đồ mai chốt gọi điện thoại nha. Ok chị Thấm Nguyễn.
Con này là bỏ đá vô xay làm sinh tố được luôn nha. 129.000 em xả luôn mọi người, 105 nè. Xe đá được luôn mọi người, hình con vịt vàng dễ thương, cầm tay gọn nè. Mấy chị lên Shopee mua con này phải 160 á. Mấy chị lên Shopee mua con này phải 160. Còn ba cái cuối cùng thôi, em không có nói deal đâu, còn ba cái mấy chị mới chốt cái thứ tư mà không có nữa. 105.000 còn đúng ba cái nha mọi người. Mấy xe cầm tay sinh tố. Dễ thương không? Nha. Trời ơi dễ thương quá. 105.000. Bữa giờ chốt mà chưa có mở ra coi. Đang mới mở ra nè. Có con bé nhân viên nó mở đang test thôi, nó test trước khi mà gửi cho mọi người thôi. Đó, mọi người chỉ cần đổ trái cây, đồ đá, đồ sữa, đồ vô đây rồi lật lại là xay. Nó rất là gọn luôn, rửa nó cũng dễ nữa. Không, 105.000 105.000 cho em. Mua đi, mua cái để dành nhà xài. Xay đồ trái cây, đồ uống cho đẹp da, đồ với người ta. Dễ thương quá trời luôn thiệt á. Em về hàng mà em chưa coi nữa, tại là mấy nhân viên nó chốt đơn đó. Nó kiểm tra hàng xong rồi nó chốt đơn nó đi không à. Chưa mở ra coi đi, giờ mới thấy dễ thương quá nè. Dễ thương hai bình con vịt. 105.000. Trời ơi nó rẻ. 105.000 vốn của em luôn đó mấy chị. 105 bảo hành nha. Bảo hành hình như 1 tháng. Đúng rồi, bảo hành 1 tháng rồi mọi người á. Bảo hành 1 tháng nha cả nhà. Rồi. Buồn quá lên bộ hôm nay chút. Máy xay bảo hành tháng. Xét kiểu giùm em nè. Xét kiểu máy xay con này 70. 60 cái loại vừa như con này xét kiểu 70. Chốt mai mà 70. Rồi lên lưng là mà 70 mai 70. 70 kiểu. Kiểu 70. Quên coi kem đang mở. Nhìn trơn. Đấy một kem đang mở chị. Cái cuộn luôn nha. Đây là mở con máy trái đó con chị. Cái giấy nó dục lấy ra dục mà em đem về hay là em làm gì luôn đi cái giấy đó. Rồi dẹp cái thùng nó gọn chứ để cái thùng quái quá. Thùng toàn giấy không. Chọc rồi. Còn hai hộp cuối cùng mà. Kem đang mở 150. Kem này á, kem này là cao cao hủy mỡ đông y nha mọi người nha. Xuất lên không phải là nó nóng mà nó nóng rát da đâu, cho nên mọi người yên tâm tại vì cái này mới có xài rồi. Em đang xài và em có bé em xài được luôn á, đang cho bé bú và mai vẫn xài được luôn á mọi người. Con này kem là cao hủy mỡ nha mọi người, xuất lên thì nó sẽ thấm nhanh vào da lắm. Nhưng mà cái cuộn này là tặng kèm theo, cuộn này để chi? Cuộn này là để ví dụ như mình ví dụ như mình sợ dính đồ hay là mình sợ mình sắp lỡ bất sức nhiều mà sắp dính đồ hay là mình đeo cái nịch bụng á thì mình muốn cái này cho em mai để mình khỏi dặn nịch bụng. Còn cái này là mình vừa xuất lên nó thấm vào da rồi. Còn mấy chế mà nhận như đeo bụng mà siết nó bị cứng quá siết á thì mọi người đeo với em thêm cái quấn này, quấn ni lông đây nè. Cái quấn ni lông này mọi người quấn vòng tròn quấn bụng. Nói chung là cái quấn này nó sẽ làm cho tan mỡ nhanh hơn là mọi người không quấn. Vậy thôi, ta mở nhanh hơn mà tránh tình trạng mà dính đồ. Nhờ cái này là cũng thấm nhanh vào da lắm, không đến nỗi mà dính nhiều đâu. Nên yên tâm, mấy chị mà lười không quấn cũng được. Còn mà mọi người mà xiên á, mọi người quấn thêm cái này rồi đeo thêm cái này nịch bụng nữa giảm rất là nhanh luôn. Trong vòng 1 tuần 10 ngày thôi là thấy xuống size rồi đó. Không phải là xuống size mà nhiều khi nó có 3 cái nút đúng không? Cái nịch có 3 cái nút không? Mọi người sẽ thấy xuống một cái nút. Xuống từ từ thì xuống size nha. Chai cao này 150 và nó làm mờ vết thâm ở trên bụng luôn. Con này làm mờ vết thâm ở trên bụng của mình luôn. Ví dụ chị nào mà xanh đẻ rồi bị rạn da, bị bụng á, nó sẽ làm mờ vết rạn và mờ vết thâm cho mình luôn. Và giảm bụng luôn ha, hủy mỡ luôn. 150.000 cái hộp nó hơi xấu. Bè quá. 150.000 tặng kèm cái cuộn này giùm em. Mấy chế mà mua bên chỗ khác là bán nó chứ 250 không có tặng đâu. Con này em lấy số lượng một thùng cho nên em được tặng nè.
Không, đúng hơn là người ta sẽ không tặng cho máy chế, người ta sẽ bán riêng cái kiện này để người ta lấy thêm tiền. Còn bé Mai là bé Mai mua thêm cái này bé Mai tặng cho mấy chị. Bé Mai không mua thêm cái cuộn này, bé Mai tặng cho mọi người nè. Cuộn quấn. Cuộn quấn này nó làm cho mình giảm mỡ nhanh hơn, là mình không quấn nhanh hơn chút xíu là không quấn. Và cái đai nịt bụng của em là siêu thần thánh nha. Đai nịt của em Mai là mấy chế đeo cả ngày luôn, không cảm giác gì luôn á. Chứ không phải là đeo vài tiếng là thở không nổi đâu. Đai nịt của em Mai, nhà em Mai là đeo cả ngày luôn, không bị cứng, không bị đẩy ngực lên cao. Ngồi đồ thoải mái, rất là dễ chịu. Em cho bú cả ngày mà, em cho bé bú cả ngày mà ngồi, ngồi là thoải mái lắm. Và nhanh xuống size nữa. Đai nịt nhà em Mai là 130 ngàn thôi, nhưng mà thần thánh lắm luôn á, thiệt á. Thần thánh lắm. Mai xài, Mai thấy hiệu quả quá ok luôn, Mai nhập về bán cho mấy chế. Bán cho mấy chế là có mấy ngàn cái thôi á, không có là nhiều đâu. Rồi cao hủy mở 150, còn có hai set cuối cùng là hết. 150 hai set cuối cùng là hết. Đặt hàng lâu lâu mới có, không có gì đâu, không có thường xuyên đâu. Em mệt quá, cho em xuống đây quá. Cho em xuống đây quá chứ. Xuống đây đem mấy chế, mai mai lên tiếp ha. Ngày mai cố gắng lên sớm nha mọi người. Áo 58 ngàn, bé hay như trà. Mắt nó cố hàng nhờ mắt dữ vậy. Xong rồi rồi mọi người ngủ ngon nha. Mẹ cố gắng lên sớm ạ. Cả nhà ngủ ngon ạ.